Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người, anh chị em ơi, đã có ai trên mạng chưa? Vâng, xin chào Nguyễn Thu Trang. Chào Nguyễn Thu Trang, có mặt rất là sớm đúng không ạ? Chào Dưỡng Sinh Đường. Chào Dưỡng Sinh Đường đến từ Thái Bình, chào Nguyễn Thị Ngọc Lan. Chào Phương Trang, chào tất cả mọi người. Vâng, chào tất cả anh chị em. Hy vọng là anh chị em đã nhìn thấy rõ tôi ở trên mạng đúng không ạ? Xin chào tất cả mọi người. Vâng, chào Nguyễn Thị Kim Ba. Chào Nguyễn Thị Ngọc Lan. Vâng ạ, rất vui được gặp lại anh chị em trong buổi đào tạo thứ hai trong chương trình đào tạo 30 ngày. Chào Dương Tố Loan. Bùi Tố Loan, chào Nguyễn Phương Nam. Anh chị em có khỏe không ạ? Ngày chủ nhật của anh chị em thế nào? Chào Ngô Uyên, chào Đoàn Thị Thanh Huyền. Chào anh Phan Doãn Vinh, lâu quá rồi không gọi anh Vinh rồi. Chào Hoàng Trung Phương. Chào anh Hoàng Hà. Tình hình bánh xoắn thế nào rồi anh Hà ơi? Chào Trần Huyền Trân. Chào Tâm Phạm, chào tất cả mọi người. Vâng, để cho cái buổi livestream của chúng ta thể bắt đầu được sớm hơn, vì hôm nay cũng là ngày chủ nhật, chúng ta làm xong sớm, chúng ta nghỉ sớm, thì anh chị em hộ tôi thành một cái thói quen đi ạ. Chúng ta hãy chia sẻ livestream này cho tất cả lên tường và cũng như chia sẻ vào các đội nhóm. Vâng ạ. Chào chú Khương, Yến Hà ND, chào Huy Hoàng, chào Hồng Nguyễn. Vâng ạ, anh chị em hộ tôi hôm trước thì chúng ta đã có một cái buổi livestream thật là tuyệt vời khi mà có hơn 500 người theo dõi tôi vào lúc ban đêm này và đã chia sẻ vào gần 400 đội nhóm, thì ngày hôm nay tôi muốn rằng cái câu chuyện đó nó còn tuyệt vời hơn nữa. Vì vậy trước khi chờ những người khác mà có mặt ở trên livestream thì tôi rất mong rằng anh chị em ở đây chúng ta hãy lan tỏa cái livestream này đến cho những người khác. Chúng ta tiếp tục là chia sẻ đi ạ. Anh chị làm ơn ấn cho tôi nút chia sẻ lên trên tường và cũng như là chia sẻ với các đội nhóm. Chào Nguyễn Thị Kim Anh, chào Nguyễn Quốc Đạt, chào Tạ Thị Kim Tuyến, chào Hồng chị Nguyễn Xuân Hồng. Vâng, chào Hương Đặng, chào Hoàng Quang, chào Khởi Nghiệp. Anh chị em hộ tôi share đi ạ. Hôm trước thì đã có một bạn share vào rất nhiều đội nhóm và đã nhận được một cuốn sách của tôi tặng, đó là chính cuốn Cha giàu cha nghèo. Chào Phạm Tiến đến từ Quảng Ninh, chào Dung Lâm, chào Trần Thị Anh Vân, những con người luôn luôn có mặt rất là đúng giờ đúng không ạ? Anh chị em nghe tôi nói có rõ không ạ? Vâng, anh chị em có nhìn hình ảnh rõ không ạ? Bởi vì hôm nay tôi livestream bằng điện thoại khác, tôi đang livestream bằng điện thoại Oppo. Bởi vì hôm trước thì tôi chưa chuẩn bị pin được cho điện thoại Oppo, vì vậy là khi mà livestream bằng điện thoại iPhone thì hình nó hơi bị tối. Chào Vũ Khánh Vân, chào Võ Thị Thanh Huệ, chào Kim Nhật Phát, chào Khởi Nghiệp, chào Thái Vi Bát, chào chú Kiên Hoàng. Vâng ạ, xin chào chú Kiên Hoàng, một vị tướng của quân đội nhân dân Việt Nam mà tôi vô cùng là ngưỡng mộ và kính trọng. Chào tất cả anh chị em. Và tôi nhắc lại lần nữa là anh chị em hộ tôi lan tỏa đi ạ. Anh chị em hộ tôi ấn vào nút share. Share lên trên tường của mình là một, và hai là share vào các đội nhóm là hai. Bởi vì là hôm trước sau khi buổi livestream đầu tiên đã có rất nhiều người quan tâm và có ý nguyện là được tham gia những buổi đào tạo của tôi. Tôi nhắc lại, đây là cái chương trình đào tạo kéo dài trong vòng 3-4 tháng trời, một tuần 2 buổi, với rất nhiều các cái nội dung khác nhau, từ quản lý nhân sự cho đến quản lý đội nhóm, kinh doanh, marketing, rồi là bán hàng online, bán hàng offline, các cái kỹ thuật làm sao để chúng ta thu hút, gìn giữ được khách hàng, rồi là hệ thống kinh doanh, vân vân và vân vân. Chào anh Nguyễn Đức Lập. Dạ vâng, chào Nam Kiều, chào Trang Lê. Vâng, chào Nguyễn Thị Kim Anh, xinh gái và tươi trẻ đúng không ạ? Ôi, ngày hôm nay vừa lên livestream mà được Nguyễn Thị Kim Anh từ tận miền Nam xa xôi liên tục mà khen đẹp trai thế này thì thật là tuyệt vời. Và anh chị hãy tiếp tục chia sẻ để nâng số lượng người theo dõi tôi lên đi ạ. Chúng ta không thể nào mà không bằng cái kỷ lục hôm trước đâu đúng không ạ? Ít nhất là 500 người thì chúng ta có con mắt 500 người thì chúng ta sẽ bắt đầu nội dung. Nội dung ngày hôm nay của chúng ta là vô cùng quan trọng, nó là nền tảng của tất cả các cái kỹ thuật khác, đó chính là câu chuyện về tạo động lực cho bản thân, yếu tố quyết định thành công và thất bại. Ngày hôm nay là ngày cuối tuần, đầu tháng 11, và tôi muốn dành 2 tiếng đồng hồ để chia sẻ với anh chị những vấn đề liên quan tới động lực của con người. Vì sao trong cuộc đời này có những người làm được rất nhiều việc, có những người thì ít làm được việc hơn, có những con người thành công và có những con người chưa thành công, đâu là bí quyết? Chúng ta đã có 200 người rồi ạ, chúng ta tiếp tục hộ tôi lan tỏa mẹ ạ, như một thói quen vậy. Tôi thì có thói quen là bây giờ một tuần sẽ có 2 ngày để lên đây để chia sẻ với chị em tất cả những vấn đề gì mà tôi có được biết được.
Vâng, còn anh chị em thì có một thói quen là hãy chia sẻ hộ tôi. Và tôi xin thông báo luôn nữa là hiện nay thì sau khi cái buổi livestream này thì tất cả các clip này chúng tôi sẽ post lên YouTube luôn. Vì vậy là anh chị hãy tìm kiếm YouTube của tiến sĩ Hoàng Trung Dũng. Vâng, và anh chị hộ tôi là subscriber cái YouTube đó. Và anh chị cũng là lan tỏa các cái clip này tới mọi người xung quanh. Ở trong một cái cộng đồng mà xã hội hiện nay trên mạng thì có rất nhiều các cái thầy giảng rất nhiều các cái môn khác nhau. Và tôi rất muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào cái cộng đồng chung đó bằng những cái bài giảng đầy chất lượng của mình, cũng như là những cái kinh nghiệm tôi muốn chia sẻ với mọi người để mọi người có thể kinh doanh thành công. Vì vậy là hôm nay tôi cũng sẽ có những cái phần quà để cho anh chị em, đó là thế này ạ. Trước mặt tôi đó chính là cuốn sách Leader là lãnh đạo. Ở trong này bao gồm tất cả những bài viết tuyệt vời nhất của tạp chí Harvard Business Review. Đây là một tập sách rất là quý mà chỉ có những người làm nghiên cứu cũng như là những người làm thực tiễn hết sức là quan tâm tới Harvard thì chúng tôi mới đặt được cái cuốn sách này về. Cái cuốn sách này là có cái giá bìa là tận là 200.000 đồng tiền Việt Nam và số lượng bản rất là hạn chế. Vì vậy là ngày hôm nay tôi xin phép được tặng cái cuốn sách Leader này, lãnh đạo này, dịch bản tiếng Việt rồi, có bản quyền hẳn hoi để tặng cho cái bạn nào mà hộ tôi là chia sẻ nhiều nhất hoặc có thể là có nhiều cái comment nhất, đúng không ạ? Thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ nhận được cái cuốn sách này. Thế thì thư ký và trợ lý của tôi cũng sẽ thống kê và để cho anh chị em là chúng ta có được cái cơ hội. Thế thì cũng chia sẻ anh chị em luôn là ngày hôm nay là ngày chủ nhật thì đúng theo lịch bình thường là tôi sẽ live stream một lúc 10 giờ. Nhưng bởi vì tôi biết là sáng ngày mai anh chị em phải đi làm vào lúc là sớm của sáng thứ hai, sau một tuần làm việc chúng ta nghỉ ngơi ngày chủ nhật, chúng ta phải theo dõi live stream nữa. Vì vậy là đối với tối chủ nhật thì tôi xin phép được rời buổi live stream tôi xuống là 9:30, đúng không ạ? Anh chị em ơi, nếu anh chị em mà mạng bị lag ấy, thì anh chị là chịu khó thoát ra anh chị vào lại. Mạng của tôi nghĩ là không bị lag. Tuy nhiên thì chúng ta hạn chế việc thả tim và thả like nha anh chị nhé. Thì nó sẽ làm mạng bị lag mà chúng ta để bày tỏ tình cảm thì chúng ta nên comment xuống bên dưới là em yêu thầy, em quý thầy hoặc là thật là hay, thật là tuyệt vời. Chúng ta cũng hình thành nên một cái thói quen là chúng ta tham dự các buổi live stream làm sao cho hiệu quả nhất, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn Vũ Thị Dung rất là nhiều, tích cực comment chia sẻ nhận sách, đúng không ạ? Hiện nay tôi có rất nhiều cuốn sách hay và ngày hôm nay là tôi rất suy nghĩ nhiều và tôi phải hy sinh một cuốn sách mà tôi rất là yêu quý. Đó được coi là cái cuốn sách gối đầu giường của tôi, đó chính là Lãnh đạo, Leader. Ở đây thì sau vài chục năm cái tạp chí Harvard Business Review thì họ có những cái bài viết rất là tuyệt vời về lãnh đạo. Và tôi thì biết đến cái tạp chí Harvard Business Review thì rất là lâu rồi. Thế, tuy nhiên thì hiện nay thì anh Nguyễn Cảnh Bình của Alpha Book thì anh ấy đã có gọi như là dịch ra tiếng Việt, mua bản quyền và tổng hợp thành cái cuốn lãnh đạo tiếng Việt này. Cuốn này là có thể coi là những cái bài viết kinh điển nhất của những học giả thế giới cũng những người làm lãnh đạo trên thế giới. Vâng ạ, anh chị em hộ tôi chia sẻ thật nhiều đi ạ, không chỉ chia sẻ lên tường của mình còn chia sẻ với các đội nhóm. Và tôi biết rằng là ngày chủ nhật thì chúng ta có rất nhiều các cái chương trình hay, rất nhiều các cái chương trình hấp dẫn. Tuy nhiên thì những người mà đã dành thời gian theo dõi tôi buổi tối ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ xứng đáng có được những cái cuốn sách và có được những phần thưởng rất là xứng đáng này. Và biết đâu đó trong quá trình live stream thì tôi sẽ có thêm những cái phần quà khác để gửi tặng các chị. Và tuần vừa rồi thì đã có một bạn là nhận được cái cuốn sách là Cha giàu cha nghèo, là một trong cuốn sách vô cùng là nền tảng để có được cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi nhắc lại là hiện nay chúng ta mới có 235 người, 242 người theo dõi tôi. Và tôi mong muốn rằng là chúng ta ít nhất đạt con số là 500. Vì vậy mời các chị chúng ta tiếp tục dành một chút thời gian đi ạ. Và hôm nay chúng ta live stream sớm thì chúng ta sẽ còn rất nhiều là anh Nguyễn Đăng Vinh ơi, không thể vào vấn đề chính sớm này được đâu anh ơi, bởi vì là chúng ta phải chia sẻ những nội dung đó cho rất nhiều người tham dự. Vì vậy những người nào có mặt sớm rồi, anh chị làm ơn hộ tôi chỉ mất một giây thôi. Anh chị hộ tôi chia sẻ, đúng ạ, cái thông tin này cho đến những người khác. Hôm trước thì tôi vô cùng tự hào bởi vì là thế này, vào lúc 11:35 phút đêm rồi mà chúng ta vẫn còn 550 người theo dõi tôi. Và đặc biệt là có một số lượng kỷ lục là đến 1.700 người là comment các cái nội dung, các cái buổi đào tạo, các cái nội dung đào tạo của tôi. Vì vậy rằng là chúng ta sẽ tạo thành một cái cộng đồng mà để cho cả những người khác nữa, người ta là vô cùng là người ta ngưỡng mộ và người ta mong muốn là có được cái tham gia cái nội dung đào tạo này. Thế thì ở đây tôi nhắc lại lần nữa, khi mà tôi live stream đào tạo ấy thì tôi gần như tôi không sử dụng bất kỳ một chiêu trò gì. Mà tôi đã nói ngay đó là bản thân cá nhân tôi là tôi rất muốn là chúng ta thành thật với nhau, chúng ta thẳng thắn với nhau. Vậy là
Ai đang đính cái giảm cân khóa học của tôi lên ạ? Tôi nhắc lại lần nữa là ở trên live stream hiện nay tôi cảnh báo luôn là có một số người là lợi dụng cái live stream của tôi và mọi người đính cái gọi như là giảm cân khóa học 3 đến 8 kg gì đó. Tôi nhắc lại lần nữa, đấy không phải là fanpage của tôi. Fanpage của tôi là Tiến sĩ Hoàng Trung Dũng và tôi không bao giờ bán bất kỳ mà hàng hóa gì ở trên các buổi live stream của tôi cả. Và tôi cũng không giới thiệu và tôi cũng không gọi như là đi quảng cáo cho bất kỳ mà mặt hàng và sản phẩm nào ở trên đây. Vì vậy là tôi đề nghị rằng những người nào đang có ý định rằng là tận dụng cái live stream của tôi để mà giới thiệu cho sản phẩm này sản phẩm kia, đính kèm cái này cái khác lên đó, thì tôi nghĩ rằng đây là một việc làm nó không thật sự là đẹp mắt cho lắm. Và tôi cũng mong rằng là tất cả anh chị em nào ở trên mạng đây mà thấy những hành động như thế thì anh chị nên rút lại. Và anh chị cũng có những cái biện pháp để anh chị hỗ trợ tôi để mà đưa những người đó ra khỏi hệ thống của chúng ta. Bởi vì tôi nhắc lại là khi tôi đã live stream ra public thế này là tôi hoàn toàn tôi muốn mong muốn là chia sẻ cái kiến thức của mình, chia sẻ cái kinh nghiệm của mình. Vâng, tôi đang tìm cách để làm sao để triệt tiêu những gắn thẻ tự động đó. Và tôi nghĩ rằng kinh doanh thời đại 4.0 này rồi mà chúng ta vẫn còn cái kiểu kinh doanh theo kiểu dây tầm gửi như vậy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không phá sản sớm thì phá sản muộn thôi. Tôi không ngại tôi nói thẳng đâu là chúng ta đừng tầm gửi như thế, chúng ta hãy cố gắng bằng cái sự nỗ lực cố gắng của riêng mình. Chứ chúng ta đừng nên tìm cách là người khác làm và chúng ta bám theo, chúng ta ăn theo như vậy, đúng không ạ? Tất cả đều đến từ sự cố gắng của cá nhân mình, chứ chúng ta đừng có mà đi tìm cách để chúng ta bị gắn tự động, chúng ta gắn tự động và ăn theo người khác như thế, đúng không ạ? Trần Thúy Hải đúng không ạ? Khi live cũng toàn bị gắn tự động như vậy, đúng không ạ? Tôi không hiểu vì sao là họ lại có những gắn như vậy, và thường là cái công ty mà bán cái gọi như là sản phẩm giảm cân tự động đó. Nên tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần phải cộng đồng chúng ta chung tay lại. Thế thì trong tuần vừa qua thì ngay sau cái buổi live stream đầu tiên trong cái chuỗi đào tạo 30 ngày của tôi thì tôi đã thành lập được cái gọi là ban cán sự lớp. Ban cán sự lớp thì do bạn Hoàng Huyền Nhung làm lớp trưởng và có mấy cái gọi như là thành viên khác. Thì tôi hy vọng rằng cái ban cán sự của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ cố gắng làm sao để mà phát huy được cái vai trò, đúng không ạ? À vâng, cảm ơn bác Hồng Tuấn rất là nhiều ạ. Cháu cũng chỉ là nôm na là đưa ra những cái lời khuyên cho các bạn trẻ đang khởi nghiệp, những cái công ty đang kinh doanh mà gặp khó khăn. Thế còn bác thì năm nay đã về hưu rồi mà vẫn tham gia các buổi đào tạo của cháu thì thật sự rất là đáng quý và rất là trân trọng ạ. Vâng. Chào bác Hồng Tuấn. Ở trên này thì tôi thấy rằng có cả các vị tướng của quân đội cũng tham gia, có cả những anh chị làm ở trong ngành công an cũng tham gia, rồi là những người làm trong chính phủ, đảng cũng tham gia, những bạn trẻ tham gia vân vân, có rất nhiều đối tượng và thành phần. Nên tôi nghĩ rằng là những cái người nào mà có một ý định không tốt khi tham gia các cái buổi đào tạo này cũng như định lên trên đây để mà nói nhăng nói cuội vớ va vớ vẩn chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng đây là một môi trường không phù hợp với các bạn. Nếu các bạn biết những thông tin này rồi, các bạn biết những kiến thức này rồi thì các bạn không cần phải tham gia nữa. Thế thì thưa anh chị là ngày hôm nay là một ngày tương đối vất vả của tôi. Tôi nhắc lại lần nữa là anh chị nghe tôi nói, anh chị tiếp tục comment và anh chị tiếp tục hộ tôi làm một việc, đó là anh chị share thông tin cho càng nhiều càng tốt đi ạ. Tôi biết rằng ngày hôm nay là ngày chủ nhật và tôi sẽ liên tiếp là tôi sẽ live stream vào hai thứ cố định là thứ năm và chủ nhật. Mặc dù tôi biết rằng là cái ngày chủ nhật là ngày mà các bạn cũng rất muốn dành trọn vẹn thời gian cho gia đình và chúng ta cũng muốn ngủ sớm để ngày mai chúng ta có một cái tuần làm việc. Tuy nhiên thì tôi luôn luôn chọn những thời điểm nó hơi cháy khoáy vại đuôi thế này để tôi live stream, bởi tôi muốn kiểm tra xem cái sự hấp dẫn của bài giảng của mình cũng như là kiểm tra cái sự sẵn sàng học hỏi của tất cả mọi người ở đây. Vâng, xin chào giáo sư Đinh Văn Hiến ạ. À. Trên này có cả giáo sư Đinh Văn Hiến là một cái người rất là tuyệt vời trong lĩnh vực tự động hóa cũng đang theo dõi live stream này. Xin chào tất cả anh các chị. Và thưa anh chị là gì ạ? À? Tôi sẽ dành thời gian live stream mặc dù tôi cũng rất là mệt. Ngày hôm nay tôi đi đào tạo cả ngày cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đào tạo cho EVN Hà Nội, đào tạo cho tất cả các đội ngũ lãnh đạo và quản lý ở đây với cái chuyên đề rất hay, đó là vấn đề là liên quan giữa chiến lược và nhân sự. Thế tuy nhiên thì mặc dù ngày hôm nay live stream này xong là buổi tối này cũng có tụ họp gia đình và giờ này cũng rất là mệt, nhưng mà tôi vẫn dành thời gian để live stream các bạn, thì tôi cũng rất mong các bạn là hãy dành một chút thời gian, bởi vì đào tạo thì nếu mà được ý người này thì mất ý người khác. Có người thì bảo sao thầy không live stream hẳn từ 0 giờ trở đi cho nó thoải mái, có người thì bảo sao thầy không live stream từ 8 giờ, có người thì bảo 9 rưỡi, có người thì bảo 10 giờ. Tóm lại là tôi sẽ cố gắng trong những cái buổi đào tạo đầu tiên, khi mà tôi chưa đi vào những cái chuyên môn quá sâu thì tôi sẽ tiếp tục tôi thử nghiệm. Ví dụ tôi sẽ live stream buổi tối thứ năm này, có thể một hôm tôi lại dịch sang tối thứ tư, có hôm mà tôi đào tạo tối thứ bảy, hôm mà tôi đào tạo tối chủ nhật. Và tôi hy vọng rằng nếu như vào tối chủ nhật mà có một trận bóng đá cực kỳ là hay chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng là trừ khi chúng ta là cá độ bóng đá hoặc chúng ta một cái niềm say mê nó quá mãnh liệt. Chứ còn tôi nghĩ rằng là dành thời gian để mà theo dõi đào tạo để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và ngày hôm nay phần động lực tôi sẽ nói rất nhiều về việc là chúng ta nên chọn một buổi học
hay là chúng ta lại nên dành thời gian để xem một trận bóng đá ở bên kia bán cầu. Thế thì báo cáo anh các chị là anh chị em hộ tôi kiểm tra một chút ạ. Anh Hoàng Ngọc Phi nói rằng là mạng hôm nay quá kém. Anh chị thấy là mạng của tôi kém hay là mạng của anh chị em kém ạ? Đúng không ạ? Anh chị hộ tôi comment xuống dưới đi ạ. Mạng có tốt không ạ? Mọi người có nghe thấy không ạ? Bởi vì nội dung tôi nhắc lại lần nữa là mọi người hạn chế thả tim và thả like ạ. Khi nào tôi cần thả tim và thả like tôi sẽ nhờ anh chị sau, còn bây giờ anh chị đừng thả tim và thả like, bởi vì khi anh chị thả tim và thả like mà mạng có quá nhiều người theo dõi thế này nó sẽ làm nên lag mạng đấy ạ. Chúng ta nên có ý thức một chút ạ. Vâng ạ, cảm ơn chị nhà buôn nhỏ nhé. Vâng ạ, tôi nhắc lại lần nữa đó là thả tim và thả like nó làm cho mạng có thể bị lag, vì vậy là anh chị hạn chế. Vâng ạ. Vậy vậy thì rõ ràng là bạn vừa rồi là bị mạng kém là vì mạng của bạn kém rồi. Chúng ta nên dùng mạng Wi-Fi hơn là mạng 3G, 4G, bởi vì 3G và 4G nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi mạng của địa phương. Thế thì tôi hy vọng là các anh chị em là chúng ta cố gắng làm sao đó để chúng ta có được cái mạng tốt nhất. Đúng ạ. Vâng, cảm ơn Vũ Khanh Vân, cảm ơn Hà Trần, cảm ơn Minh Thiếu Gia, tất cả mọi người đã tham gia, cảm ơn anh Nguyễn Đức Lập rất là nhiều. Thế thì xin hẹn anh Nguyễn Đức Lập tháng sau tôi sẽ vào Đà Nẵng để chia sẻ với cả anh chị em doanh nhân Đà Nẵng những cái chủ đề liên quan đến quản trị nhân sự, đúng không ạ? Cảm ơn Trần Hồng Nhung, cảm ơn Dược sĩ Xuân Khánh. Anh chị em để ý không ạ? Như tôi đã nói hôm trước rồi, đó là trên mạng của chúng ta ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều các đối tượng khác nhau, và anh chị em hãy cố gắng đi ngoài tham gia về học của tôi thì anh chị làm sao đó để mà tham gia tất cả các cái hoạt động offline của cái đội nhóm của chúng ta để chúng ta có thể phát huy được cái thế mạnh của từng người. Vậy thì ở đây tôi bắt đầu tôi xin phép buổi đào tạo của chúng ta luôn, đúng không ạ? Vậy buổi đào tạo ngày hôm nay của chúng ta đó là động lực. Rất là cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Vinh. Có lẽ là Nguyễn Đăng Vinh hôm nay buổi đầu tiên tham gia, vì vậy bạn có vẻ rất sốt ruột, đúng không ạ? Bạn mới share được hơn 10 group và bạn nói là lâu quá, bạn muốn nghe chủ đề chính, đúng không ạ? Bản chất của một người làm kinh doanh là chúng ta phải hết sức là từ từ thôi, đúng không ạ? Và vâng, cảm ơn anh Đinh Văn Hiến rất nhiều. Dạ, cảm ơn giáo sư Đinh Văn Hiến. Giáo sư Đinh Văn Hiến luôn là một tấm gương sáng để mọi người noi theo, và anh chị có thể là kết hợp với cả giáo sư Đinh Văn Hiến để làm những dự án tuyệt vời về tự động hóa tại Việt Nam. Thế thì thưa anh các chị thì chúng ta khó thành công trong công việc lắm ạ. Bởi vì chủ đề ngày hôm nay doanh nghiệp bù lỗ 8 tháng không vấn đề gì, nếu bạn cảm thấy là cần tôi về đào tạo tôi sẽ tham gia Minh Thiếu Gia nhé, nhưng mà chúng ta sẽ inbox nhau sau về vấn đề đó. Tôi nhắc lại lần nữa là mọi người cố gắng không thả like và thả tim khi sang live stream. Tôi nhắc lại lần nữa là chúng ta thống nhất lại quan điểm hôm trước này. Một là chúng ta tích cực share lên các nhóm. Hai là chúng ta comment. Những gì tôi nói ra mà anh chị em cảm thấy tâm đắc, anh chị hộ tôi comment xuống bên dưới. Anh chị đừng thả tim và thả like, vì chúng ta cần tôn trọng mọi người và chúng ta để giữ cho cái live stream của chúng ta hoạt động tốt. Tôi nhắc lại lần nữa là chúng ta làm sao chúng ta là comment. Và cách comment là cách chúng ta học rất tốt, và chúng ta cũng là cách mà chúng ta giữ được lại những cái nội dung thật tuyệt vời. Thế thì báo cáo anh chị ngày hôm nay nội dung đó là động lực, thất bại và thành công. Thế thì ở đây có lẽ tôi xin phép được bắt đầu từ một câu chuyện thế này. Chưa bao giờ và chưa ở đâu thì các cái lớp học về tạo động lực cho nhân viên nó nở rộ như trong giai đoạn hiện nay. Và tôi với tư cách là một giảng viên, một chuyên gia tư vấn, thì tôi thường xuyên được mọi người mời tôi đi làm chuyên gia tạo động lực. Facebook của tôi hoàn toàn để chế độ theo dõi anh chị em nhé. Tôi không còn hạn mức để bạn bè nữa, nhưng mà anh vô danh hoặc tất cả anh chị khác là anh chị em hoàn toàn theo dõi tôi được. Following tôi hiện nay 20.000 người theo dõi mà. Tại sao lại không theo dõi được ạ? Tôi hoàn toàn có thể theo dõi được đấy ạ. Thế thì báo cáo anh chị là thế này. Khi mà tôi được đi mời dự các cái lớp đào tạo về tạo động lực thì thường là tôi nói luôn là các anh chị bỏ cho tôi cái khái niệm là chuyên gia tạo động lực, bởi vì tôi không muốn nhận tôi giữ cái vai trò là chuyên gia tạo động lực. Bởi vì là động lực thì không thể nào mà tạo động lực được, và tôi thì cũng không thể nào là người tạo động lực cho các bạn được. Anh chị thấy không, ngay cả việc anh chị em lên học tôi thế này thôi, tôi có kêu gào thế nào chăng nữa, tôi có khuyến dụ anh chị thế nào chăng nữa, nhưng bản thân anh chị không muốn học. Anh chị vẫn thấy rằng một cuộc trà đá với bạn bè vui hơn, anh chị vẫn thấy rằng nằm xem một bộ phim truyền hình thì vui hơn, anh chị vẫn thấy rằng cái việc mà đi xem một trận bóng đá thì hay hơn. Thì tôi có cách nào chăng nữa thì tôi cũng chỉ là vô tác dụng mà thôi trong việc tạo động lực cho tất cả mọi người.
Vì vậy động lực là cái không thể tạo động lực được. Tôi nói rất nhiều lần ở các lớp đào tạo của tôi rồi, đó là tôi bó tay hoàn toàn khi người ta ở Việt Nam ta hiểu sai khái niệm này. Động lực là cái sinh ra từ bên trong. Nó giống như là con gà vậy anh chị em ạ. Khi mà con gà nó muốn là ra bên ngoài thì hàng ngày nó phải cần mẫn lấy tinh chất từ bà gà mẹ, nó phải hướng lại ánh nắng mặt trời và nó phải rất là mong ngóng cái việc được ra ngoài nhìn ánh sáng. Mà một ngày đẹp trời nó thấy nó đủ cái điều kiện rồi thì nó lấy cái mỏ nó gõ từ bên trong ra và chúng ta có một con gà rất đẹp ở bên trong chui ra. Thế còn nếu cái con gà đó nó không muốn ra bên ngoài, nó cứ nằm ì ra đó, mẹ cho nó ăn nó cũng chả muốn lấy tinh chất từ đất ấy, nó cũng chẳng muốn hướng ánh nắng mặt trời và đặc biệt nó không muốn ra ngoài kia, thì cái con người bên ngoài mà chúng ta sốt ruột chúng ta lấy cái búa cho nó gõ từ bên ngoài vào thì thưa anh các chị rằng là chỉ có một cái trứng thôi, chứ chúng ta không thể có con gà con ra ngoài được. Vì vậy là cái động lực là xuất phát từ bên trong. Vậy thì tôi xin được chia sẻ với anh chị cái công thức động lực nó là cái gì. Cái này các lớp chính quy tôi đều giảng là thế này: động lực thì bằng mong muốn nhân với cam kết. Một người được coi là có động lực khi phải có hai yếu tố song hành với nhau: một, anh có mong muốn, và hai, anh phải thực hiện các cam kết. Vậy bây giờ quay trở về câu chuyện thực tiễn của chúng ta này, anh chị bảo anh chị có động lực học làm giàu, anh chị có động lực đi học thầy Dũng, thế anh có mong muốn không? Mong muốn thể hiện bằng cách không nào? Tôi nói rồi, anh nào muốn học tôi thì ghi từ 1102, anh thể hiện rằng em có và anh comment xuống cho tôi là em muốn học, em muốn học và em muốn học. Thế nhưng mà khi tôi nói việc anh comment xuống cho tôi cái việc đó anh cũng chẳng làm. Tôi bảo là anh có động lực tham gia học của tôi thì anh phải giúp tôi một việc, anh chia sẻ với các đội nhóm. Vậy nhưng ở đây thì có 380 người, 400 người đang theo dõi tôi, nhưng mà tôi vừa thấy rằng cái chia sẻ là tầm chỉ có tầm khoảng vài người chia sẻ thôi. Anh chị em còn hạn chế cái việc là đi chia sẻ. Trong đó tôi biết có rất nhiều người nha, người ta chia sẻ bằng cách người ta chụp lại màn hình này, người ta thấy rằng người theo dõi thì người ta chia sẻ này, xong người ta share trực tiếp cái livestream này cho mọi người cùng xem, tức là chúng ta cùng cho đi, tức là thể hiện cái mong muốn khát khao. Nếu anh chị nghĩ sao, tôi bảo là nếu không đủ 500 người tôi không thèm livestream nữa. Nếu mà như các thầy khác mà dùng chiêu trò, tôi sẽ dùng cách đó, đó là gì ạ? Là tôi bảo là phải đủ 500 người tôi mới livestream, còn nếu không thì thôi chẳng hạn. Thế nhưng mà nhiều người không muốn làm việc đấy. Vì vậy tôi xin khẳng định rằng những người đó là những người không có động lực vì không có mong muốn. Thứ hai nữa, có mong muốn rồi chứ phải có cam kết. Cam kết tức là gì? Tôi cam kết với các bạn là tuần nào mặc dù rất bận tôi dành 2 buổi tối, một là tối thứ năm, hai là tối chủ nhật. 2 buổi tối vô cùng quý giá của tôi để tôi chia sẻ với các bạn, và tôi cam kết dù bận đến mấy, ngày hôm nay giọng tôi không được tốt, tôi đi giảng về nhà gia đình tôi hiện nay đang rất muốn tôi nghỉ ngơi, nhưng tôi vẫn lên đây bởi tôi thực hiện cam kết. Vậy thì các bạn có cam kết với tôi không? Nếu mà 380 con người đang nghe tôi ở đây mà mỗi người chỉ cần share cho tôi một lượt thôi, tôi đã có tầm khoảng 760 người. Thế nhưng mà bởi vì các bạn cũng chẳng cam kết, các bạn coi rằng là Phan Ngọc Anh, nếu mà bạn thấy mình nói nhiều quá đúng không ạ, thì bạn có thể không cần nghe nữa. Tôi đang nói cho những người nào cần nghe, còn người nào anh chị thấy không ạ, để có một cái live stream hiệu quả để chia sẻ cho mọi người thật sự rất là mệt mỏi. Có người thì bảo là anh nói ít thôi, anh nói từ từ thôi, có người thì bảo phải nói nhanh lên, vì vậy tôi không biết phục vụ thế nào cho các bạn. Vì vậy nếu bạn cảm thấy rằng là không có động lực để nghe tôi nói, bạn cảm thấy rằng tôi nói như vậy là hơi nhiều đúng không ạ, bạn thích chơi trò chơi, chờ đến tận cuối sẽ có phần trò chơi và tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của các anh các chị. Thế thì thưa anh chị em là như thế này này, tôi nhắc lại lần nữa là động lực thì bằng mong muốn nhân với cam kết. Vì vậy là bạn có mong muốn học cái đấy không? Thì đấy là điều đầu tiên. Và thứ hai nữa là bạn có cam kết không? Tôi cam kết với bạn thì bạn cam kết ngược lại với tôi. Và nếu trong trường hợp mà bạn không muốn cam kết với tôi thì bạn cam kết với chính mình. Nếu bạn cam kết với chính mình thì tức là bạn phải thực hiện điều đó một cách hoàn toàn tự thân chứ không ai đi kiểm tra bạn được. Nên là động lực bằng mong muốn nhân với cam kết. Vậy bây giờ quay trở về câu chuyện của cuộc đời chúng ta. Chúng ta xem thử xem là chúng ta có động lực để làm giàu hay không, có động lực để thành công hay không. Mọi người hãy comment xuống cho tôi đi ạ. Anh chị em có động lực làm giàu hay không? Nếu có thì ghi là tôi có động lực làm giàu, còn nếu mà không có động lực làm giàu thì anh chị ghi là tôi không có động lực làm giàu. Và tôi nhắc luôn, nếu anh chị em không có động lực làm giàu, anh chị không được được thành công thì lời khuyên rất chân thành của tôi, mặc dù tôi rất muốn rằng chúng ta hãy tham dự livestream của tôi, nhưng nếu chúng ta không có động lực làm giàu thì anh chị hãy rời khỏi livestream này và tôi xin chúc anh chị thành công. Bởi vì không ai có thể bắt anh chị ở lại giờ này xem livestream của tôi được. Và cũng bởi vì là thế này, Vũ Khánh Vân hỏi một câu rất hay là tại sao không phải là cộng mà là nhân? Vì chỉ cần một trong hai yếu tố là mong muốn hoặc cam kết bằng không thì động lực của anh chị bằng không.
còn cộng thì một trong hai yếu tố bằng không thì vẫn còn, nhưng đây là phép nhân, vì vậy là nhân là sẽ bằng không. Động lực bằng mong muốn nhân với cam kết, vì vậy là khi mà mong muốn không có hoặc là cam kết không có thì chắc chắn là bằng không. Vậy tôi nói ví dụ nhé, một người đang có thân hình rất to béo như tôi, vậy tôi có động lực để giảm cân không? Tôi có động lực giảm cân chứ, vì tôi mong muốn giảm cân. Thế nhưng mà mong muốn tôi chưa đủ, tôi có cam kết không? Tôi cam kết là không ăn tối nhiều quá này, tôi cam kết rằng phải tập thể dục này, tôi cam kết là phải ăn ít đồ có đường này, tôi cam kết là phải thế này thế kia này. Thế nhưng mà vấn đề là một tháng tôi chỉ làm được 1-2 lần thôi, còn những lần khác thì tôi không có làm được. Vì vậy tôi nói là gì? Cái việc mà nói là tôi muốn thì nhiều người nói được, thế nhưng mà vấn đề là cam kết mà làm đúng cái cam kết đó, đặc biệt khi không có người giám sát, đây là một việc cực khó. Vì vậy là ngay cả trong công ty của chúng ta thì từ ông giám đốc đến cậu nhân viên, hầu như tôi thấy là không ông nào có động lực cả. Ông giám đốc có mong muốn làm công ty đó giàu có không? Ông có động lực để làm công ty đó không thì được kiểm tra bằng hai cái. Một là ông có mong muốn không? Hai là ông có cam kết không? Buổi sáng ra 8 giờ đi làm, toàn 9 giờ ông mới đến. Xong ông thấy nhân viên không đi làm, ông chửi bới ầm ĩ cả đấy. Rồi là ông có cam kết là một ngày ông phải lên live stream ông dạy nhân viên ông bán hàng, ông chẳng chịu lên dạy nhân viên bán hàng gì cả, tại ông không hề có cam kết. Thì làm sao mà được coi là thành công được. Vậy thì đội ngũ nhân viên cũng thế. Một là anh có mong muốn đi làm không? Anh có mong muốn là thực hiện cái nhiệm vụ đó không? Và nếu anh mong muốn rồi nhưng mà anh có cam kết không? Thì vậy thưa anh các chị rằng nếu mà chúng ta không có những yếu tố đó thì chúng ta không được coi là người có động lực. Và chắc chắn rằng nó chỉ là lời hứa suông, nó chỉ là có thể là có động lực trong phòng họp thôi, trong phòng học thôi, sau đó ra ngoài kia tất cả lại trở về con số không. Vậy thì ở đây một cái người được coi là có động lực khi mà một trong hai yếu tố đó phải luôn luôn duy trì là dương, không phải là con số không. Vậy thì thưa anh các chị là ở đây tôi sẽ chia sẻ tiếp vấn đề động lực là như thế này. Động lực nó xuất phát từ bên trong chúng ta và đừng bao giờ yêu cầu người khác. Tôi có một cái ví dụ này, anh chị thấy hay anh chị ghi xuống này. Trong tất cả các con vật có vú mà tôi biết, động vật có vú ví dụ như là con trâu, con lợn, con khỉ, con người vân vân và vân vân, con bò, con trâu ấy, thì tôi thấy rằng dường như chỉ có con người là cần môn học tạo động lực mà thôi. Tất cả các con vật khác nó đều phải tự trèo cây để hái quả ăn, nó phải tự đi rũi đất để kiếm thức ăn, nó đều phải chạy nhảy hàng ngày để rèn luyện sức khỏe. Đúng ạ. Và tất cả chúng nó đều chẳng có ai dạy nó môn tạo động lực cả, trừ con người chúng ta. Con người chúng ta này muốn có sức khỏe cũng yêu cầu rằng phải có tạo động lực, phải có PT thì em mới chịu đi tập này. Em muốn dáng em xinh đẹp nhưng mà cũng chẳng bao giờ chịu giảm cân, là phải có người thúc vào mông mới giảm cân này. Em muốn kiếm tiền nhưng mà cuối cùng là em cũng cần có người thúc vào, tức là phải gạ em làm giàu và mời em làm giàu thì em mới làm này. Rồi là em đi làm thì cần phải có người quất roi vào mông thì em mới làm này, còn nếu không thì thôi này. Nhưng mà mồm lúc nào cũng nhai nhải rằng là lương em thấp quá, mới cả em không thăng chức được, mới cả em muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng mà bản chất mình luôn luôn trông chờ vào người khác. Ở buổi live stream hôm trước của tôi nói rồi, đó là gì ạ? Chúng ta đừng bao giờ hy vọng là người khác phải lo cho cuộc sống của mình. Mình cũng đừng bao giờ hy vọng là cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn khi mình không làm gì cả mà trông chờ người khác. Và mình cũng đừng bao giờ hy vọng rằng là gì ạ? Là thằng khác nó phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Có nhiều người rất vô duyên anh chị nhé. Tôi nói dùng được vô duyên là thế này này. Anh đi vào bảo tôi chứ, thầy ấy, khi nào thầy mà live stream thì thầy phải có trách nhiệm báo em. Tôi bảo anh buồn cười thật đấy, anh phải có trách nhiệm giục tôi live stream thì mới đúng, như tôi đã có trách nhiệm đi giục anh nữa. Tức là như vậy chúng ta không có mong muốn chứ. Anh không có mong muốn thì thưa anh rằng là không ai có thể bắt anh đi làm việc đó được. Đúng không ạ? Anh mong muốn đã đành rồi nhưng anh có thực hiện cam kết không thì đây là điều cực khó. Vậy thì thưa anh chị em là như thế này. Con người là động vật duy nhất, đúng ạ, mà bắt thằng khác phải tạo động lực cho mình thì mình mới chạy nhảy để giữ sức khỏe này. Con người cũng là cái con duy nhất mà phải có động lực thì em mới chịu uống thuốc để rồi là thực phẩm để mà giữ gìn sức khỏe này. Con người cũng là con duy nhất mà phải có động lực này, phải tạo áp lực cho em thì em mới đi làm để em kiếm tiền này, em mới trở nên giàu có này, em mới trở nên thành đạt này.
Tôi thấy con người chúng ta thật sự là quá là buồn cười luôn, thưa anh các chị. Đến việc làm giàu mà mình không tự nhận thức được thì ai sẽ giúp chúng ta đây? Vậy thì ở đây, trước khi tôi nói về những bí quyết để chúng ta tự tạo động lực cho bản thân được, tôi mong muốn một lần nữa, đây là tôi mong muốn thật lòng này. Tôi mong muốn thật lòng anh chị và tôi chia sẻ tiếp live stream cho tất cả mọi người đi được không? Tôi muốn anh chị tiếp tục comment và đặc biệt anh chị hộ tôi dành cho tôi 30 giây thôi, anh chị hộ tôi share cái live stream của tôi cho tất cả mọi người khác có được không? Chúng ta thể hiện một lần là chúng ta có động lực giúp đỡ mọi người đi xem nào. Tôi đang có động lực giúp đỡ mọi người bằng cách tôi đang thực hiện cái mong muốn giúp đỡ mọi người của tôi, và tôi cũng đang là thực hiện cam kết của tôi. Thế còn các bạn hộ tôi một việc là các bạn cũng đi mong muốn chia sẻ với mọi người, chia cho mọi người, chia sẻ với mọi người đi và hộ tôi cam kết cái việc đó là share hộ tôi cái. Lên tường của mình là một thì dễ nhất rồi. Sau đó có thể là share vào các đội nhóm hộ tôi. Thế thưa các chị rằng là ở đây chúng ta luôn đối xử với mình thế này thế khác. Nhưng trước khi mình tôi nhắc lại mọi người nha, mọi người chia sẻ, tôi không yêu cầu mọi người chia sẻ nhiều đến mức độ bị block nhé. Tôi chỉ cần anh chị chia sẻ lên tường nhà mình thôi. 308 người, 412 người này chia sẻ lên tường của mình thôi đã quá là tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Vâng, đúng không ạ? Thế thì ở đây là chúng ta phải có động lực từ việc nhỏ đến việc lớn. Ngày bé thì có động lực ăn uống này, sau nó lớn lên có động lực học hành này, sau đến động lực là kiếm tiền này, động lực lấy vợ này, động lực giữ gìn hạnh phúc gia đình này, động lực là sinh con đẻ cái, động lực dạy dỗ chúng nó này, động lực để chăm sóc bố mẹ này, động lực là làm giàu này, vân vân và vân vân. Và tôi thấy là không ở đâu như đất nước Việt Nam chúng ta, các lớp dạy làm giàu không có, mở khắp ở mọi nơi, nhưng mà riêng cái việc mà gọi là tuyển người đi học thôi, xin thưa các chị cũng là cả một vấn đề. Đầu tiên là mời miễn phí này. Trong cuộc đời tôi không biết làm bao nhiêu buổi miễn phí rồi, vậy mà thưa anh các chị rằng để miễn phí thôi mà mình phải hồi hộp không biết là có người đăng ký đi dự lớp của mình hay không. Xong bắt đầu là khi tổ chức lớp miễn phí mà ít người, bắt đầu các bạn quay ra các bạn trách, nào là sao anh miễn phí anh không báo em sớm, sao anh miễn phí mà anh lại làm một cái ngày đó em không đi được, sao anh miễn phí mà anh lại chia sẻ cái nội dung em không thích nghe, sao anh miễn phí mà anh không thế này không thế khác. Tóm lại chúng ta có rất nhiều các yêu cầu. Thế nhưng mà chúng ta là chúng ta đấy, anh chị thấy nhá, mong muốn là nghe livestream này thì mong anh chị là đừng thả tim và thả like. Tôi chỉ mong anh chị share thôi, tôi không mong chị thả tim và thả like. Cảm ơn Lê Minh Tuấn rất nhiều, cảm ơn luật sư Nguyễn Thái, cảm ơn tất cả anh chị, cảm ơn Trần Thúy Hải. Chúng ta cố gắng đi ạ, giữ cam kết đi ạ. Chúng ta hãy là một người theo dõi livestream văn minh, là đừng thả tim, đừng thả like. Nếu anh chị nào cảm thấy là nội dung ổn, anh chị comment tôi là hay hoặc là ổn, hoặc là em rất thích điều này, hoặc là anh chị cho tôi một cái biểu tượng là like thế này chẳng hạn, nhưng mà là comment chứ không phải là thả ra bên ngoài. Còn nếu anh chị cảm thấy những nội dung này anh chị đã biết rồi, anh chị là bậc thầy rồi, anh chị hoàn toàn thể lên mạng anh chị chia sẻ cho người khác, anh chị không cần theo dõi của tôi, anh chị đừng đưa vào đây những cái lời comment mà khiến tôi mất thời gian block anh chị, vân 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 vân, đúng không ạ? Vậy thì thưa anh chị em ở đây là thế này, tiếp tục. Thế để có động lực được thì có hai việc anh chị em cần làm. Anh chị ghi xuống đi ạ, hai việc chúng ta cần làm. Một là nói không với những điều vớ vẩn. Và thứ hai là nói có với chính mình. Anh chị em là muốn học về tuyển dụng nhân sự đúng không? Tí tôi chia sẻ với anh chị tại đây. Đội nhóm cũng cần tuyển dụng, công ty cũng cần, đúng ạ? Vậy thưa anh chị thế này này. Đầu tiên là anh chị nói không với những việc vớ vẩn. Ví dụ ngày hôm nay 9 rưỡi có thằng bạn nó gọi mày ra đây nhậu với tao đi, tao nhậu một lúc rồi. Đấy có thể gọi là việc vớ vẩn. Thứ hai là úi rồi hôm nay có bộ phim hay lắm, đi xem đây. Nếu mà cái việc đi xem phim đó mà là nghề nghiệp của anh chị, làm cho anh chị cảm thấy ok thì tốt. Còn nếu không thì có thể coi đấy là một việc vớ vẩn, việc nhỏ trong ngày hôm nay. Nếu anh chị đang ngồi đây mà tự nhiên chúng ta thấy có một cái game chúng ta chơi đang rất hấp dẫn này, chúng ta muốn chơi tiếp để chúng ta phá đảo chẳng hạn, thì chúng ta phải nói không với việc đó. Nói không với những việc vớ vẩn, những việc nhỏ. Nếu như những việc vớ vẩn, những việc nhỏ này nó không thật sự làm cho nồi cơm của anh chị tốt hơn, không làm cho cuộc sống chúng ta tốt đẹp hơn, thì đấy là gọi là nói không với những việc vớ vẩn. Còn nếu anh chị không đủ bản lĩnh để nói không với những việc vớ vẩn, thì anh chị sẽ quen với cơ chế là gì? Anh chị có động lực làm những việc vớ vẩn đó hơn là việc anh chị có động lực làm những việc lớn lao. Thầy Dũng thì hết sức lên chia sẻ, dành cả một buổi tối quan trọng để chia sẻ thông tin cho anh chị, mà giúp anh chị giúp gì tôi. Thế nhưng mà anh chị lại có động lực làm những việc vớ vẩn hơn là anh chị tham gia cái việc này.
Vì vậy tôi nhắc lại anh chị lần nữa, đó là chúng ta để có động lực và rèn động lực thì việc đầu tiên là cần biết nói không với những việc vớ vẩn. 450 người theo dõi rồi, anh chị hộ tôi một chút nữa thôi là lên hơn 5-600. Tại sao tôi cần điều này? Tôi nói rồi, thuật toán Facebook là nó ưu tiên những cái livestream mà có nhiều người xem và có nhiều lượt share. Vì vậy càng nhiều lượt share và càng nhiều lượt xem thì tôi càng có cơ hội để nổi lên tin tưởng rất nhiều người đang cần cái livestream này. Vì vậy là tôi sẽ cố gắng để có thật nhiều người theo dõi tôi, để các kênh của tôi từ YouTube cho đến Facebook là nó được hiện ưu tiên tưởng của nhiều người hơn, và nó sẽ giá trị lan tỏa với nhiều người hơn, nên các anh chị hộ tôi điều đó. Chứ tôi không yêu cầu mong cầu gì các chị cả. Cảm ơn Nguyễn Thị Kim Anh rất là nhiều, một con người rất tuyệt vời, và tôi tin rằng những người như Nguyễn Thị Kim Anh là những người sẽ nhận được rất nhiều giá trị, bởi vì em luôn biết cho giá trị cho những người khác. Thế thì thưa các anh chị là thế này, tôi nói tiếp, đó là thay vì việc chúng ta có động lực để làm những việc vớ vẩn như rong chơi, như chơi game, như xem những bộ phim nó chẳng có đầu có cuối gì cả, chúng ta đi lêu phêu uống trà chanh chém gió rồi ngồi bàn chuyện trên trời dưới đất vô giá trị, uống bia túy lúy với những thằng bạn mà nó không cho mình thêm giá trị gia tăng gì, thì chúng ta hãy dành thời gian đó và động lực đó để làm những việc khác có giá trị hơn, như ngồi đọc thêm một cuốn sách, như là viết một dòng blog để chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh cho những người trong cùng đội nhóm, như là theo dõi một livestream của một người nổi tiếng nào đó, hoặc thậm chí anh chị chỉ cần là chúng ta đi gọi điện cho khách hàng để chăm sóc khách hàng, thì đấy là điều tuyệt vời. Cho nên việc đầu tiên tôi cần anh chị làm đó là gì ạ? Đó là hãy có cái nói không với cả những việc nhỏ vặt vãnh và vớ vẩn, mà xác định là việc đó nó hoàn toàn không làm cho cái mục tiêu cuộc đời chúng ta được thực hiện tốt hơn. Thế còn cái việc thứ hai mà tôi rất cần anh chị làm đó là chúng ta nói có với chính bản thân mình. Cái từ này hay nha, anh chị comment hộ tôi cái là nói có với những việc có giá trị với bản thân mình. Hay nói ngắn gọn là gì ạ? Nói có với bản thân mình. Anh chị em hiểu thế nào là nói có với bản thân mình không? Mình đang cần tiền để mua nhà, chúng ta nói đi, tôi cần làm việc gì đó để tôi mua được nhà, tôi nói có với ước mơ đó của tôi. Tôi cần tiền để mua xe ô tô thì chúng ta hãy làm việc gì đó, chúng ta có động lực đi để kiếm tiền để mua xe ô tô đi, hãy nói có với ước mơ của mình. Bố mẹ mình ở quê đang muốn có tiền để mà coi như làm nhà thờ họ, hoặc là muốn coi như làm gì đó đường làng chẳng hạn, thì chúng ta hãy nói có với ước mơ của mình để có tiền giúp đỡ bố mẹ. Ví dụ như con mình cần một bộ quần áo mới, ví dụ nó cần học trường tốt hơn, thì mình hãy nói có với chúng nó. Thế nhưng chúng ta có một điều rất kỳ lạ, đó là chúng ta nói có với tất cả những việc vớ vẩn, nói có với tất cả những lời đề nghị vớ vẩn xung quanh, nhưng chúng ta lại nói không với những người mình yêu thương, và nói không với cả những ước mơ của chính mình. Dở hơi chưa? Anh chị hãy nói có đi. Chúng ta hãy nói là nói có với bản thân mình. Chúng ta comment xuống dưới đi ạ. Nói có với bản thân mình. Em sẽ có một ngôi nhà tốt đẹp hơn. Em sẽ có những chuyến du lịch nước ngoài với gia đình em. Em sẽ có những bữa ăn thật ngon và đầm ấm với cả bố mẹ em. Em sẽ có đóng góp cho quê hương em. Em sẽ có một bộ quần áo mới hơn cho con em. Em sẽ có thể đưa con em đến trường học tốt hơn. Em sẽ có thể lên miền cao để giúp đỡ những thân phận nghèo khó ở trên miền cao. Em nói có với cả những ước mơ từ tấm vé của em. Bất kỳ vấn đề gì mà là bản thân mình mong muốn là chúng ta phải nói có đi. Thế nhưng anh chị cứ nghĩ lại cả cuộc đời anh chị xem, tôi có một môn học rất là hay. Đó là gì? Tìm lại chính mình. Anh chị hãy nhắm mắt lại, nghĩ lại cho tôi từ lúc chúng ta sinh ra cho đến tận ngày hôm nay. Anh chị có bao nhiêu ước mơ gì? Chúng ta đều bỏ qua ước mơ của chúng ta bởi vì chúng ta đang đam mê những thứ vớ vẩn khác. Chúng ta nói có với cuộc chơi game. Chúng ta nói có với cả một trò chơi vô bổ ngoài đường với thằng bạn bất hảo. Chúng ta thường xuyên nằm dài xem bộ phim truyền hình mà chẳng giải quyết vấn đề gì cả, nó mụ người đi. Chúng ta nói có với tất cả những bữa nhậu không cần thiết. Chúng ta nói có với cả những giờ nằm ngủ quá 8 tiếng đồng hồ vẫn nằm đó mà chẳng làm gì cả. Và chúng ta nói không với tất cả ước mơ của chúng ta. Vậy anh chị muốn ai để truyền động lực cho anh chị đây? Trong khi người ta coi chính cái việc mà đi truyền động lực cho anh chị đấy là việc vớ vẩn, người ta không làm đâu. Người ta đang dành thời gian đó và cái gọi như là năng lượng đó để người ta nói có với bản thân người ta. Tôi vẫn nhắc lại, tôi gặp các đại gia nói câu này này: hãy thôi dành thời gian để quan tâm đến nồi cơm của người khác. Hãy thôi dành thời gian để mà lo lắng bao đồng cho người khác.
Hãy dành thời gian đó để lo cho nồi cơm nhà mình, vì nồi cơm nhà mình còn chưa đủ gạo và nồi cơm nhà mình đang cháy khét lẹt ở ngoài kia kìa. Đúng không ạ? Thay vì chúng ta hôm nay quan tâm Manchester United đứng thứ mấy trên bảng xếp hạng bóng đá ngoại hạng Anh, đội Manchester nó vẫn là đội bóng giàu có nhất thế giới. Các cầu thủ nó vẫn không biết anh chị em là ai. Còn chúng ta cứ tiếp tục đi theo dõi nó đi, và chúng ta quên lớp học này, chúng ta quên chia sẻ thông tin này, chúng ta quên những kiến thức này. Thì tôi nhắc lại lần nữa là chúng ta đang nói không với cuộc đời của chúng ta, và chúng ta đóng góp những giá trị rất vớ vẩn để nói có cho những cuộc đời của những người khác. Đấy, anh chị nói có đi, anh chị có hộ tôi chia sẻ đi. Anh chị có hộ tôi comment đi, anh chị có chia sẻ những kiến thức cho tất cả mọi người đi. Không ạ, môn tìm lại chính mình tôi sẽ chia sẻ với chị. Các la trịnh ạ, tôi sẽ chia sẻ, tôi lồng ghép vào các 3 buổi chương trình đào tạo này. Tìm lại chính mình là một cuốn sách và chúng tôi đã biến nó thành một môn học rất hay. Anh chị tí nữa sau cái live stream này 12 giờ đêm, anh chị một hôm anh chị thử thức cho tôi thêm một đêm đi. Anh chị liệt lại cho tôi tất cả ước mơ của anh chị em từ bé đến lớn nhé. Và anh chị xem anh chị đã thực hiện được bao nhiêu ước mơ, hay anh chị bỏ qua rất nhiều những ước mơ như vậy. Và thật sự cuộc đời tôi quá đáng tiếc luôn. Và chúng ta cần tìm lại cái con người của chính mình, một cái con người sinh ra để thực hiện những giá trị của mình, một con người được sinh ra để thỏa mãn chính mình, nhưng chúng ta lại quan tâm đến những người khác, chúng ta quan tâm những vấn đề khác mà những người đó cũng chẳng phải là gần gũi gì, cũng chẳng phải người ta yêu quý gì mình, chỉ vì chúng ta sa đà quan tâm đến nào là Hồ Ngọc Hà, nào là Cường Đô La, chúng ta quan tâm đến Lệ Quyên, Ngọc Trinh, quan tâm đến những cô nào đó mà sự giàu có cô ta nó không liên quan gì đến cái sự quan tâm và mất thời gian của chúng ta tại đây. Ok anh chị em, một lần nữa tôi phép tôi dừng lại. Anh chị em hộ tôi một cái đi, anh chị cam kết đi, anh chị mong muốn đi là hỗ trợ Hoàng Trung Dũng đi, anh chị hộ tôi chia sẻ thêm, comment thêm và anh chị tag tên những người bạn khác vào để họ có thể theo dõi cái livestream này đi, vì ngày livestream này là livestream rất quan trọng. Tháng 11 rồi và chúng ta không còn nhiều thời gian để kết thúc năm 2019 này. Năm nay là năm mà được coi là hoàng đạo cho rất nhiều người, nhưng chúng ta đã làm được gì trong năm nay? Bởi vì cả một năm trời chúng ta không làm nhiều việc có ý nghĩa, chúng ta làm những việc rất vô bổ và vô ý nghĩa. Và tôi nhắc lại lần nữa đó là chúng ta đang đánh mất đi cơ hội của chúng ta trong khi thời gian thì không có nhiều. Động lực là gì? Động lực bản chất của vấn đề là chúng ta phải luôn luôn gấp gáp đuổi theo thời gian. Thì anh chị lại để thời gian trôi qua miễn phí, và nói một cách đầy ý nghĩa như tôi ấy, là đó là anh chị lại để cho thời gian nó đuổi mình. Năm anh như tôi là 40 tuổi rồi, anh chị cũng 30 mấy tuổi rồi, có người 50, 60 tuổi tại đây rồi. Thời gian đang đuổi anh chị, nó đuổi, nó dồn anh chị xuống cái lỗ đến nơi rồi. Thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục, chúng ta thờ ơ, chúng ta nói những câu rất ngớ ngẩn, nào Hà Nội thì không vội được đâu, nào là đời còn dài thì dai còn nhiều. Lấy cái gì ra mà đời còn dài, lấy cái gì mà dai còn nhiều, đúng không ạ? Vì vậy thưa anh các chị rằng là đấy, thấy không ạ, thời gian đang đuổi chúng ta, còn bản chất chúng ta phải người đuổi thời gian. Tiếng Pháp nó có một câu rất hay là gì, rattraper le temps perdu, dịch tiếng Việt là hãy đuổi kịp cái thời gian mà chúng ta đã mất. Ở đây hôm nay tôi chia sẻ anh chị về cuộc đời cá nhân tôi, một số người thì đã biết về tôi nhưng một số người thì chưa biết về tôi, và anh chị sẽ nói là tôi có tư cách gì và tôi có cái lý do gì để tôi có thể nói anh chị vấn đề động lực, đúng không? Vậy thưa anh các chị, anh chị hộ tôi chia sẻ đi, tôi sẽ kể cho anh chị câu chuyện của chính tôi, và câu chuyện này sẽ có nhiều hình bóng anh chị trong đó. Anh chị xem thử này, tôi sinh ra ở huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, là một trong những tỉnh nghèo nhất của tỉnh Quảng Ninh, huyện nghèo nhất tỉnh Quảng Ninh, và đến tận lớp 9 là tôi chưa hề được ra khỏi cái tỉnh nhà tôi ấy. Và đến bây giờ là 40 tuổi, tức là tôi lên Hà Nội cách đây 25 năm. Tí tôi sẽ nói lý do vì sao tôi lên Hà Nội và tại sao tôi lại xa gia đình sớm thế. Nhưng tôi nói là gì? Vậy trong bao nhiêu năm vừa qua tôi có những ước mơ gì? Trước đây tôi sống gần như là vô vi, tôi không có bất kỳ một hành động gì và tôi cũng chẳng có ước mơ gì, tôi chẳng có động lực gì cả. Nhưng tôi có 3 ước mơ và đến giờ tôi rất tiếc, bởi vì 3 ước mơ này của tôi đều không thực hiện được. Ước mơ đầu tiên là gì? Gia đình tôi bố mẹ là giáo viên, và các cụ là giáo viên, vì các cụ luôn có một quan điểm rằng là tránh cho con mình tiếp xúc với tiền càng nhiều càng tốt. Tiền là cái gì đó rất xa lánh, tiền là một cái gì đấy rất xa xỉ, tiền là một cái gì đấy rất không tốt. Vì vậy là mặc dù là nhà tôi không phải thuộc loại nghèo khó, nhưng mà bố mẹ tôi không muốn nói chuyện tiền với tôi và tôi không được tiếp xúc với tiền. Thế nhưng là trẻ con tôi cần tiền để làm gì? Bởi vì bạn tôi khi nó đi học lớp 1, lớp 2 là được bố mẹ hay cho một số đồng tiền lẻ để đi mua những cái đồ ăn vặt, ví dụ như là cái bánh quế, ví dụ như là cái bỏng ngô, vân vân và vân vân.
Và thưa anh các chị là khi mà tôi đến lớp tôi thấy chúng nó ăn những bánh quế như vậy, tôi có một cái khao khát là tôi rất muốn có cái bánh quế đó. Cảm ơn các bạn đã lên đến 460 rồi, còn 40 người nữa theo dõi thôi, chúng ta sẽ đạt mức 500 như hôm trước. Tôi mong anh chị hỗ trợ tôi. Thưa anh các chị rằng tôi muốn có cái bánh quế đó, nhưng tôi không làm gì cả, tôi không có động lực để kiếm tiền, tôi không biết cách để xin tiền mẹ tôi, và tôi cảm thấy cái việc đó là điều bình thường. Nhưng bản thân con người tôi có một khát vọng là tôi cần được ăn bánh quế. Nên tôi gặp một cậu bạn tên là Huy. Thằng này nó thường xuyên được mua bánh quế đến lớp vì nhà nó cũng khá là giàu có đấy. Tôi mới nói là Huy ơi, mày cho tao xin cắn một miếng có được không? Và thưa anh các chị rằng là nó cầm cái bánh quế này, nó đưa vào miệng tôi, nó bảo này nha, tao cho mày một miếng này nhưng mà mày cắn miếng nhỏ thôi nhớ chưa. Thế nhưng mà trẻ con mà làm gì biết cái gì. Vì vậy là tôi cắn một miếng rất to và cắn vào giữa con gấu, ở giữa cái bánh, và cái bánh nó bị vỡ đôi ra. Và thưa anh các chị rằng là thằng Huy nó chửi tôi, nó lôi tên ông tôi ra, nó lôi tên bố tôi ra, nó chửi. Ở quê ngày xưa hay có cái trò là gọi tên con kèm với tên bố đấy. Ví dụ tôi tên là Dũng chẳng hạn thì bố tôi tên là Quang chẳng hạn, thì nó hay gọi là thằng Dũng Quang đấy, ví dụ thế chẳng hạn. Thì nó gọi, nó chửi tôi cộng cả tên bố tôi nữa, và tôi chạy về nhà nước mắt đầm đìa. Cái giây phút đó thì tôi có một cái khao khát thật lòng, đó là tôi muốn tôi có tiền để một ngày nào đó tôi mua được một tập bánh quế dày 10 cái thế này, để tôi két vào mồm tôi mà tôi cắn một cái để vỡ đôi con gấu ra. Và đấy là ước mơ đầu tiên trong cuộc đời tôi. Nhưng tôi về nhà và tôi không làm gì cả, và tôi cũng không nói gì cả, và tôi chấp nhận cái điều đó. Và thưa anh các chị rằng đến khi mà tôi lớn lên rồi, tôi có tiền thì tôi mua 10 cái bánh quế đó rồi, thì lúc đấy bánh quế với tôi là một món ăn nó không còn phù hợp nữa. Và ước mơ đầu tiên đã ra đi trong suốt cả tuổi thơ không được ăn bánh quế thoải mái là như vậy. Cho nên vì vậy bây giờ là tôi có con tôi nó muốn ăn cái gì ở ngoài đường chẳng hạn là tôi hay ủng hộ nó. Có thể mẹ bảo là con ơi cái này nó bẩn nó không ăn được, tôi nghĩ khác, bởi vì trẻ con có những ước mơ riêng của nó và nó cần được thỏa mãn ước mơ đấy, và nó cần có động lực để làm cái việc đó. Vì vậy thưa anh các chị rằng là tôi rất muốn là tôi được thỏa mãn ước mơ đó, nhưng tôi phải có hành động nào đó chứ không chỉ ước muốn thôi. Và hiện nay thằng Huy bạn tôi đã chết rồi, nó bị bệnh, nó chết sớm lắm. Nhưng mỗi lần nhớ về cậu Huy tôi đều nhớ rằng nó chính là người làm cho tôi cảm giác là mình đã bỏ qua ước mơ đầu tiên, vì tôi không động lực gì cả. Cái ước mơ thứ hai của tôi nó đơn giản hơn, đó là gì? Tôi là học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp. Tôi học môn tiếng Pháp rất giỏi, mặc dù là tôi là lên Hà Nội tôi học năm 14, 15 tuổi, nhưng mà ở quê tôi không học tiếng Pháp, nhưng tôi lên tôi rất là đam mê tiếng Pháp, tôi học và tôi được giải tiếng Pháp quốc gia. Và tôi được vào thẳng đại học ngoại thương, và bố mẹ tôi mua cho tôi một cái xe máy. Anh chị biết rằng cách đây tầm khoảng 20 năm mà mua cái xe máy người ta gọi là Honda Dream 2 nguyên bản của Thái đó, thì thưa anh các chị rằng nó là bằng xe Mercedes bây giờ là cái chất. Trong khi các bạn mình đang đi xe đạp, trong khi các bạn mình đang đi những xe máy rất là bình thường, thì mình đã có xe Dream 2 gọi như là xúc xẻng đầy đủ đấy. Thế nhưng mà bố mẹ tôi cũng không có điều kiện. Bố mẹ tôi nói rằng là con ạ, bố mẹ dành hết tiền mua cho con xe Dream. Thế nhưng mà cái việc mà có xăng để đi, đi nhiều đi ít là nó tùy thuộc vào việc con tiết kiệm được từ cái tiền ăn sáng hoặc là cái tiền mà bố mẹ cho con gửi lên hàng tháng. Thế thì lúc bây giờ thì một tuần tôi nhớ rằng tôi chỉ có tầm khoảng 50.000 đồng thôi, là để dắt túi để đi ăn sáng. Thế nhưng anh chị em lạ gì, thanh niên của chúng ta đó có 50.000, đúng không ạ? Có 50.000 thì thưa anh các chị rằng là đi ăn ở một hai ngày thì hết, đãi bạn bè là hết. Thế là nhiều khi không còn tiền để đổ xăng luôn. Thế một hôm tầm khoảng 11 giờ đêm như thế này, 10 giờ đêm như thế này này, tôi đi đi qua đường Đê La Thành, thì tôi nhìn vào kim xăng nó không còn một chút nào mà xe nó không chạy được nữa. Thế tôi dắt bộ, dắt xe dọc cái đường Đê La Thành mãi mới nhìn thấy một cây xăng. Thưa anh chị là khi tôi dắt vào đến cây xăng đó, tôi dựng chân chống xe, tôi rút tiền ở ví ra rồi, thì thưa anh các chị là ví tôi còn 1.200 đồng tiền Việt Nam. Tôi muốn câu chuyện này lan tỏa đến nhiều người để mọi người thấy rằng là tôi đã từng có những giai đoạn như thế. Lúc bây giờ là xăng 5.000 một lít, tôi nhớ như in là xăng 5.000 một lít. Nhưng thưa anh các chị rằng là tôi chỉ có 1.200 đồng. Và lúc bây giờ thì nó có 3 loại xăng tồn tại trên thị trường anh chị em ạ. Một là xăng 79, hai là xăng 83 và ba là xăng 90 nếu tôi nhớ không nhầm. Thế thì chủ yếu các cây xăng là bán cái xăng gọi là xăng 79, xăng 83. Ron 79 và Ron 83 thôi, chứ còn cái Ron 90 là hầu như rất ít. Thế nhưng phải nói là tôi là người cũng là thông minh đấy. Tôi bảo bây giờ mà 1.200 thì mua ai ta bán cho, tôi xấu hổ vô cùng. Nhưng tôi dắt xe đó tôi hỏi cái chị một câu là chị ơi,
chị đổ cho em đầy bình xăng 90, tức là cái loại xăng cao nhất đấy. Thế chị nói một câu là: em ơi em thông cảm, cửa hàng chị chỉ có xăng 79, xăng 83 thôi, xăng 90 chị không có bán. Tôi tặc lưỡi, tôi bảo là chán thế à chị, xe của em là xe xịn, toàn dùng xăng xịn thôi. Bây giờ mà đổ xăng dởm hỏng xe, mà thôi tối rồi, thôi chị đổ tạm cho em 1.000 đi, để em chạy ra cái chỗ nào có xăng 90 em đổ. Thế là chị vừa bơm xăng cho tôi, chị còn vừa xin lỗi tôi là em thông cảm nhé, em tìm cái cây xăng khác nó lớn, chứ còn chị để chỉ có xăng gọi như là xăng xăng 80, 83 thôi. Và thế là tôi ra khỏi đấy, nước mắt tôi cứ chảy lưng tròng thế này. Và tôi cảm thấy rằng là mình là học sinh giỏi quốc gia, mình học đại học ngoại thương nổi tiếng vậy, mình đi trên cái xe máy rất đẹp vậy, mình không đủ tiền để mà đổ xăng, mà mình phải dùng cái chiêu trò bẩn thỉu này để mình có thể mua xăng. Nên thưa anh các chị rằng là ước mơ thứ hai nó tồn tại trong đầu tôi lúc bây giờ, đó là trong cái ví tiền đấy. Tiêu gì thì tiêu, có gì thì có, nhưng phải đảm bảo làm sao là phải có một cái ngăn riêng để một cái tờ 20.000. Cái xe Dream là 4 lít xăng ở đây, mà vì vậy có một cái 20.000 đồng là để làm sao mình bất kỳ trường hợp nào mình không xâm phạm vào số tiền đó, để mình đổ đầy xăng đủ cho bình xăng của mình, chứ mình không phải chơi cái chiêu trò bẩn thỉu bằng được. Thưa các chị, nhưng rồi tôi cũng không làm gì cả. Lại tiếp tục buổi sáng đến trường ăn hết 50.000, xong lại tiếp tục chờ đợi, và cứ gọi như lúc thì có xăng, lúc thì không có xăng. Và để rồi thưa các anh các chị, đến khi nào mà cái ví tiền của mình nó có được 20.000 đồng đó, thì lúc bây giờ mình đã không đi xe máy nữa rồi. Thế còn cái ước mơ thứ ba là cái ước mơ mà thưa anh các chị, là cái ước mơ này là ước mơ duy nhất mà tôi làm được. Đó là quay trở về cái câu chuyện của tôi. Đó là tôi đến tận năm lớp 9 tôi chưa hề rời khỏi tỉnh Quảng Ninh. Và tôi được bác tôi ở ngoài Hà Nội này xuống Quảng Ninh chơi thì nói với tôi một câu là thằng này sắp thành thằng ngố rồi. Cho nên là mới bảo tôi là lên Hà Nội chơi lần đầu. Thế khi lên Hà Nội lúc bây giờ là chưa có cầu bãi cháy đâu chị em ạ, nó chỉ có cái phà bãi cháy thôi. 499 người rồi, một người nữa là 500. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có được con số 500 thật đẹp trong ngày hôm nay. Hôm nay có được 500 người là cả một cái kỷ lục. Bởi vì đơn giản là ngày hôm nay là ngày chủ nhật, có những trận bóng đá rất hay, có những bộ phim cuối tuần rất hấp dẫn, và anh chị cũng muốn đi ngủ sớm để chúng ta có được cái ngày làm việc ngày mai tuyệt vời. 499 rồi, chỉ còn một người, anh chị thấy không ạ? Động lực là gì? Động lực là chúng ta không rời bỏ mục tiêu. Động lực là chúng ta luôn ám ảnh bởi một con số và chúng ta làm mọi cách để chúng ta vượt con số đó. Chúng ta có thể là nhãng ra việc này việc kia, nhưng đảm bảo là chúng ta phải vượt được mục tiêu đó. Vậy anh chị giúp tôi đi ạ. 500 người, 500 người, 500 người. Ok, 502 người rồi đúng không ạ? Chúng ta đã đạt con số đó và tôi muốn duy trì con số đó. Thế thưa anh các chị rằng là lúc bây giờ tôi đến cầu, đến phà bãi cháy thì bác tôi bảo thấy tôi khát nước, bác tôi mới mua tôi một quả dừa. Và Quảng Ninh quê tôi là không có dừa đâu ạ. Vì vậy là bác tôi thấy tôi thích uống dừa, bác tôi mua tôi hai quả dừa. Và trên người tôi là chỉ có một bộ quần áo, một cái quần đùi hoa, và tôi cầm hai quả dừa thế này. Và thưa anh các chị rằng hình ảnh đó tôi vẫn còn lưu, tôi không biết ảnh đó để đâu, tôi nhớ tôi vẫn còn lưu. Hôm nào tôi sẽ tìm lại cho các bạn thấy. Và đến bây giờ tôi vẫn nói lại với vợ tôi rằng là gì, anh không sợ gì nữa cả. Bởi vì cùng lắm là anh trở về với hình ảnh Hoàng Trung Dũng với hai quả dừa cầu bãi cháy là xong chứ gì. Cho thưa anh chị là chúng tôi bây giờ là gọi là fighting, là không sợ. Bởi vì đơn giản là mình ra đi khỏi quê hương một một bộ quần áo và hai quả dừa thì cùng lắm là về bộ quần áo và hai quả dừa là được cái gì. Giống như con người của ta vậy, nói không phải là gì chứ, sinh ra hai bàn tay trắng thì khi đi cùng lắm hai bàn tay trắng là cùng chứ gì. Vấn đề đó là trải nghiệm, vấn đề là chúng ta phải fighting, phải chiến đấu. Anh chị comment xuống dưới đi ạ, chúng ta phải chiến đấu, chúng ta phải fighting và cùng lắm là trở về xuất phát điểm ban đầu là cùng chứ gì. Đúng không ạ, có gì đâu. Thưa anh các chị, không từ bỏ mục tiêu là thế này. Khi tôi lên Hà Nội thì bác tôi là lúc bây giờ ở nhà gần chỗ Đồng Sa của Từ Liêm, Cầu Giấy đó. Thì bác tôi bảo là thằng Dũng ngố này nó lần đầu tiên lên Hà Nội để dẫn nó thăm Lăng Bác. Hai bác cháu ra Lăng Bác bằng cái xe đạp cọc cạch. Nhưng thưa anh chị là ra lên Lăng Bác thì hôm nay là thứ hai thì Lăng Bác người ta đóng cửa, người ta bảo dưỡng, bảo trì. Thế là cũng chẳng biết đi đâu nữa, đạp về, đói meo đạp về đến nơi. Thì bác tôi bảo hôm nay bác định dẫn cháu đi 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 cầu đi 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 thăm Lăng Bác, nhưng mà bây giờ là về không thế này thì cháu buồn, thì bây giờ thôi đi thăm cầu Thăng Long. Cầu Thăng Long nó mới khai trương, nhà bác thì gần cầu Thăng Long. Thế là bác cứ chở xe đạp đạp vọt lên cầu Thăng Long.
Thế nhưng mà bởi vì cũng đang mải mê giới thiệu thằng cháu cầu Thăng Long, thế bác tôi không để ý là đạp xe vọt phát là lên tầng 2 cầu Thăng Long, nên chỉ dành cho xe máy và ô tô thôi. Trong khi đúng ra cầu Thăng Long xe đạp ở phía tầng 1. Thế tôi bảo bác là bảo, ôi chết rồi Dũng ơi, bác lên nhầm rồi, thế thôi mình xuống không công an phạt. Thì trong cái giây phút đấy tôi chỉ nói bác tôi một câu là bác ơi, đằng nào cũng lên rồi, bác các cháu ngắm cầu Thăng Long một chút. Và tôi ngồi ngắm cầu Thăng Long nhìn sông Hồng. Và thưa anh các chị, với tư cách là một người đi mấy chục quốc gia trên thế giới rồi, đi rất nhiều nơi và gặp những công trình vĩ đại, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy có công trình nào nó vĩ đại hơn cầu Thăng Long cái thời điểm đó, năm 1994, 1993. Và đến tận ngày hôm nay, cầu Thăng Long vẫn là biểu tượng và vẫn là một cái giới hạn, vẫn là cái mốc mà tôi luôn luôn trân trọng. Bởi vì nếu tôi không vượt được qua giây phút đó thì tôi đã không nói bác tôi câu này này: bác ơi, cầu Thăng Long đẹp quá, cháu không thể tưởng tượng được cầu nó lại lớn thế này, cháu tưởng cầu là cái cây gì bắc ngang qua sông thôi, nên cháu muốn ở lại Hà Nội để cháu được ngày nào cũng đi thăm cầu Thăng Long. Thưa các anh các chị, cảm ơn Trang Hà, Từ Liêm nên tự hào vì có cầu Thăng Long. Và bác tôi bảo là thế mày ở lại Hà Nội nhé. Và bác tôi gọi điện cho mẹ tôi và nói rằng là em ơi, cháu nhà mình nó muốn ở lại Hà Nội để ngày nào cũng thăm cầu Thăng Long. Mẹ tôi khóc hết nước mắt bởi vì thằng con chưa bao giờ ra khỏi nhà. Cái thời kỳ bây giờ nó chưa có Facebook, nó chưa có Yahoo, nó chưa có gì cả. Điện thoại cực kỳ đắt, làm gì có điện thoại đâu anh chị em. Vì mà vậy mà nó lại đòi ở lại Hà Nội, nên mẹ tôi bảo thôi anh ạ, cứ để nó chơi một vài ngày nó chán nó lại về. Nhưng tôi đã tìm ra cách của tôi, đó là gì? Bác ơi, cháu muốn ở lại cầu Thăng Long. Cháu hứa với bác là cháu sẽ ở lại Hà Nội. Vì vậy là bác đăng ký cho cháu lớp học nào đó để cháu luyện thi vào cấp 3 ở Hà Nội, để cháu không phải về nữa. Mẹ tôi, bố tôi tức tốc từ Quảng Ninh lên đây, cầm thêm cho tôi một hai bộ quần áo nữa và nói là con ơi mày về đi, làm sao mày thi ở Hà Nội này được, vân vân và vân vân, bởi vì tôi đã đỗ ở ngoài Quảng Ninh rồi. Thế nhưng mà với quyết tâm như vậy, anh chị nên nhớ năm 1994 là USA bóng đá USA 94 tổ chức tại Mỹ đó, Italy 90 và USA 94 rất là hay. Nhưng thưa các anh các chị là tôi không xem, tôi dành thời gian để ôn thi. Đi đăng ký thi thì ở Hà Nội lúc bây giờ nó chỉ có một là trường Am, hai là trường Chu Văn An, ba là trường chuyên ngữ. Thế nhưng vấn đề là cái trường Am thì tôi vào tôi thấy nó sang trọng quá, nó xa cách quá, tôi không thích. Chu Văn An thì nó không nhận người, không có hộ khẩu Hà Nội, cuối cùng chỉ còn trường chuyên ngữ thôi. Thưa anh các chị, tôi đăng ký trường chuyên ngữ. Tôi gặp cái cô đăng ký, cô hỏi tôi một câu mà tôi nhớ tận giờ. Cô bảo em ơi, thế em thi tiếng gì? Em điền vào cái đơn thi cho cô. Tôi nói một câu rất ngạc, rất đơn giản là cô ơi, em thi tiếng Việt. Cô bảo Dũng ơi, em bị làm sao vậy à em? Đây là trường chuyên ngữ, em phải ghi là thi tiếng Pháp hay thi tiếng Anh hay thi tiếng Nga hay thi tiếng Trung. Tôi hỏi cô là một câu là cô ơi, ở ngoài em làm gì có tiếng gì ngoài tiếng Việt, vì vậy em thi tiếng Việt. Cô bảo mày ơi, mày bị hâm à? Thế mày thi tiếng gì hay là mày không thi? Thế tôi bảo thế cô ơi, thi tiếng gì là được ạ? Cô bảo em ơi, có tiếng Anh thì mà tiếng Anh đông người thi lắm, mày không thi được đâu. Tiếng Trung thì bây giờ không có ai học, tiếng Nga thì cũng không có ai học, hay là mày thi tiếng Pháp, ít người thi hơn. Tôi bảo vâng, cô cho em thi tiếng Pháp. Và tôi bắt đầu sự nghiệp tiếng Pháp của tôi, nó củ chuối mức độ như vậy. Nhưng chỉ vì một lý do duy nhất là tôi không thể thất bại, tôi phải về quê. Vì vậy là từ một người không biết tiếng Pháp vào trong lớp 54 con người thì có 53 người học tiếng Pháp rồi. Cô giáo bảo là sit down please chẳng hạn thì mình đứng dậy, cô giáo bảo stand up please giờ thì mình ngồi xuống, cô giáo bảo come in thì mình come out. Tóm lại là rất ngớ ngẩn và vớ vẩn. Nhưng cũng chỉ mất một nửa năm sau thì tôi đã có kết quả tiếng Pháp ngày một tốt hơn, để rồi cuối năm đó được giải nhất tiếng Pháp thành phố Hà Nội. Để bố mẹ tôi phải chấp nhận rằng là thằng con mình nó đã đủ lông đủ cánh và nó có đủ động lực để rời xa quê hương đó, để nó lập nghiệp ở nơi hoàn toàn xa lạ, đó là Hà Nội này. Nên thưa anh các chị rằng là một con người như tôi mà tôi còn làm được thì tôi nghĩ anh chị làm được. Và đấy cũng là cái ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của tôi, và đấy cũng là cái ước mơ tuyệt vời nhất mà thưa các anh các chị, đó là ba ước mơ từ tuổi thanh xuân thanh niên của tôi đã mất hai ước mơ không làm được và chỉ có một ước mơ là làm được, đó là ở lại Hà Nội và chiến đấu để có được ngày hôm nay. Thế còn nếu tôi ở lại Tiên Yên, tôi ở lại Quảng Ninh giờ phút này, không biết chừng tôi nhắc lại là tôi đã nằm đâu đó trong số những người bạn của tôi ở ngoài Quảng Ninh lúc bây giờ nó bị một cái tật rất mạnh là người ta gọi là nghiện ma túy đó ạ. Thưa các bạn rằng là tôi có 10 thằng bạn thì có 5 thằng bạn là chết vì ma túy.
bởi vì là nó không làm cái gì cả, nó cứ ngồi ở đấy mà gần biên giới Trung Quốc không, nó đưa các cái loại thuốc men sang, xong đi kiếm được một ít tiền, xong bắt đầu là hút hít vào. Và thưa các chị, đây là một câu chuyện rất mệt mỏi. Nên ở đây tất cả anh chị em, tôi muốn rằng là không ai chịu trách nhiệm về cuộc đời của chúng ta cả. Chúng ta cần phải có một cái gì đó nó là ý nghĩa, mình chiến đấu với chính bản thân mình. Tôi bỏ một trận đấu đó, USA năm 94, một giải đấu World Cup, mặc dù tôi thích xem bóng đá, thế nhưng đổi lại tôi đã ở lại được Hà Nội bởi vì tôi đỗ trường chuyên ngữ. Tôi thấy thế giới vẫn vậy, đội nào vô địch vẫn vô địch, tôi vẫn xem lại được, chứ không phải là tôi không xem được. Thế còn nếu bây giờ mà lúc đấy tôi đắm chìm trong chơi game, lúc bây giờ đang thịnh hành cái trò Mario ăn nấm ấy, xong lại tiếp tục buổi tối lại đắm chìm trong cái việc là xem bóng đá, dọi thức mờ mắt, đá tại Mỹ mà thì 12 giờ đêm nó đá thì 12 giờ ngày của mình ngược lại, thì thưa anh các chị là bây giờ tôi không biết tôi đang nằm ở đâu, chứ không nói là ngồi đây live stream cùng các bạn tại đây. Nên tôi rất mong các anh, các chị, các em, các bạn, chúng ta hãy cố gắng là gì ạ? Nói không với những điều mà nó không thật sự là quan trọng, và nói có với chính bản thân mình. Anh chị muốn làm lãnh đạo, anh chị muốn dẫn dắt một công ty, thì một điều rất quan trọng, anh chị phải đặt ra một mục tiêu, anh chị phải mong muốn thực hiện được mục tiêu đó. Con ngựa nó nhảy cao được là vì nó có các cái mục tiêu, nó có các cái rào cản mà nó cần phải vượt qua, nó chiến đấu tận cùng. Ở đây có Maria Hương Trần xuất hiện. Ngày hôm nay tôi dành khá là nhiều thời gian tôi theo dõi các bạn bán hàng online. Và tôi thấy có một điều rất hay, đó là rất nhiều bạn bán hàng online, ngày nào các bạn cũng làm live stream, và live stream đâu đó có 2 người xem và 3 người xem. Nhưng các bạn vẫn không từ bỏ, các bạn vẫn live stream. Các bạn nói còn hăng hơn cả tôi nữa. Là vì sao vậy? Không phải vì mục tiêu 500 người like, 500 người xem. Không phải là vì mục tiêu các bạn bán được bao nhiêu hàng, nhưng bạn đấy là một mục tiêu các bạn không từ bỏ. Cho nên Lý Tiểu Long là cái gọi là võ sĩ thuộc loại nổi tiếng nhất thế giới. Ông ta nói câu này mà chúng ta cần phải suy nghĩ này. Ông ta nói là trong cuộc đời võ sĩ của tôi đã đấu với rất nhiều đối thủ. Và tôi chỉ tôn trọng những đối thủ nào mà người ta có một nghị lực mãnh liệt. Đó chính là những con người cả cuộc đời chỉ luyện đi luyện lại một cú đấm hoặc một cú đá, nhưng với một tinh thần sắt đá và với một kỷ luật thép. Còn tôi không sợ những đối thủ nào mà mỗi ngày luyện một cú đấm một cú đá, luyện lờ phờ như vậy, những đối thủ như vậy tôi coi thường và rất là không thể đạt được trình độ gì hết. Cho vì vậy ngay trong cuộc đời của Lý Tiểu Long, anh chị nghiên cứu Lý Tiểu Long nhé. Lý Tiểu Long sinh ra là một người cũng bình thường, sức khỏe cũng bình thường, tất cả mọi cái. Nhưng ông ta có một cái khát vọng rằng là phải đưa được cái triệt quyền đạo, hay là cái gọi như là cái võ võ công đến đỉnh cao. Vì vậy ông ta luyện một cái cú đấm, đấm chỉ có cứ đấm đấm này này, mong muốn và cam kết với chính mình đấm cái này này, ngày nào cũng đấm như vậy, để rồi cuối cùng ông ta luyện được một tuyệt đỉnh là chỉ cần ra đòn trong tầm số là 2,5 cm là đối thủ có thể là gục. Mình đấm thì mình phải đấm thế này, mình đấm thế này, chưa chắc thằng kia đã gục, nhưng mà Lý Tiểu Long mà ra đòn chẳng hạn, xin thưa chị, gục phát là gục luôn. Vậy thưa anh các chị là gì? Người có động lực, đúng rồi, Vịnh Xuân Quyền, Nguyễn Hoan, là đơn giản là người ta chỉ cần luyện đi luyện lại một tí này thôi là xong. 21 ngày hay là 10.000 giờ là do cách nói thôi. Người ta chỉ muốn nói rằng người có động lực là người ta gặp thất bại nhưng người ta lại đứng dậy, người ta lại luyện, người ta gặp thất bại, người ta lại đứng dậy. Liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. Vậy thì live stream bán hàng cũng thế. Làm sao anh chị có thể live stream một lúc được 500 người xem như tôi này ngay? Anh chị live stream buổi đầu tiên 5 người, hôm sau có khi có 3 người. Buồn không? Buồn chứ. Hôm trước 5 người, hôm nay có 3 người, hôm ngày mai còn có 1 người cơ. Thế nhưng mà càng như vậy nó lại càng là cái liều thuốc thử, cái động lực của mình. Nó lại càng khát khao mình, làm cho mình phải làm sao, phải cố gắng nỗ lực hơn. Để hôm trước mình có 300 thì hôm nay phải lên 500, mà 500 mà tụt xuống 300 mình lại phải luyện lại để làm sao mình lên 500. Nó liên tục như vậy thì chúng ta mới thể thành công được. Nên là không ai sinh ra đã là chuyên gia. Tất cả chúng ta sinh ra đều bằng phẳng với nhau về mặt cơ hội, chúng ta sinh ra đều ngang nhau về mặt kỹ năng. Nhưng chiến thắng sẽ thuộc về người nào có mong muốn và cam kết thật sự là như vậy, anh chị hiểu chưa? Còn nếu chúng ta chỉ có một là cam kết hoặc là mong muốn thôi thì nó chưa đủ để tạo thành động lực. Động lực chúng ta vẫn nằm ở góc độ là con số không tròn trịnh, hoặc nó sẽ về con số không tròn trịnh.
Vậy thưa anh các chị, chúng ta đừng bao giờ động lực mà lại phụ thuộc vào người khác phải ép buộc, đặc biệt là động lực làm giàu, động lực thành công. Ở đây tôi có một ví dụ, anh chị thông cảm tôi mới dám nói nha. Anh chị thông cảm nhé. Cảm ơn Thanh Trần, bạn học kỹ thuật mà muốn làm kinh doanh quá tốt luôn. Bởi những người có kỹ thuật thì người ta có một cái là kiên định. Những người kỹ thuật là có một cái gì đấy nó rất là chính xác. Những người có kỹ thuật là cái gì đấy có một cái nền tảng rất tốt về kiến thức. Vậy chỉ cần thêm cái yếu tố động lực về kinh doanh nữa và mong muốn đạt thành quả tốt hơn cho cuộc sống nữa thì bạn hoàn toàn có thể làm tốt. Tất cả những người giàu nhất thế giới hiện nay đều xuất thân làm dân kỹ thuật đấy. Bill Gates là kỹ thuật. Đúng không? Mark Zuckerberg là kỹ thuật. Steve Jobs là kỹ thuật. Ai sinh ra đều là chuyên gia kỹ thuật cả đấy. Sau đó thì người ta kiên định là người ta áp dụng kỹ thuật đó vào trong kinh doanh, người ta thành công đấy ạ. Giàu nhất Việt Nam là dân kỹ thuật đấy, chẳng phải là dân thường đâu ạ. Vậy thì thế này, ở đây tôi muốn chia sẻ thêm một điều nữa là tôi quay trở về các con vật có vú. Thế thì trong số những con vật có vú ấy, thì chúng ta thấy có những con sau là phải nhờ vào người khác mới có động lực này. Một là con trâu, khi nó kéo cày ấy, thì chúng ta phải cầm cái roi vút vào đít nó thì nó mới kéo cày. Có con chó là khi gọi như là mình muốn làm cái gì mình cầm mình phải vút vào đít nó mới chạy lên làm cho mình. Có con khỉ làm xiếc ở trong rạp xiếc ấy, mình cầm cái roi mình vút phát thì nó làm. Thế tôi hỏi anh chị một câu là vì sao con chó là một, con khỉ là hai, con trâu là ba thì nó cần phải có người vút vào đít nó mới làm những việc đấy? Vì đơn giản và rất đơn giản, những việc đó nó làm nó không thấy lợi gì cho nó cả. Nó đang đi mua vui cho người khác, nó đang đi kiếm thức ăn cho người khác, nó đang đi cày ruộng cho người khác. Cho nên vì vậy nó cần có người cầm roi vụt vào đít nó thì nó mới làm, vì nó bảo là tao làm việc đấy tao đâu được cái lợi gì, tao đang làm cho mày. Nên thưa các anh các chị một điều rằng là thế chúng ta có muốn giống nó không? Chúng ta lại cũng cần một người khác là vụt vào đít mình. Để làm gì? Mình đang kiếm tiền cho mình mà. Mình đang làm giàu cho gia đình mình mà, mình đang làm giàu cho công ty mình đang làm giàu cho đội nhóm của mình đang đóng góp cho cộng đồng và xã hội của mình. Vậy vì sao mình lại trông chờ một thằng khác nó cầm roi nó vụt vào đít mình thì mình làm việc đó thì hóa ra mình không thích à? Thưa anh chị em, là live stream ngày hôm nay của tôi nó sẽ chia làm hai phần. Một phần là tôi sẽ chia sẻ những quan điểm của tôi với các bạn, và một phần là tí tôi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của các bạn trong vòng 1 tiếng. Các bạn hỏi bất kỳ câu hỏi gì liên quan lĩnh vực về động lực, về thành công, về thất bại, tôi sẽ chia sẻ hết. Tôi sẽ gom một số câu hỏi lại tôi trả lời cho anh chị. Vì anh chị nghĩ từ ngay từ bây giờ đi, anh chị gặp vấn đề gì với cả động lực không? Anh chị gặp khó khăn gì động lực không? Thì anh chị sẽ comment xuống và tôi sẽ trả lời anh chị. Đúng ạ. Thưa các anh chị rằng là gì ạ? Anh chị comment xuống dưới đi là anh chị gặp khó khăn gì? Tôi biết rằng hiện nay 435 người đang theo dõi tôi ở đây là những người đang rất có động lực. Anh chị muốn thay đổi cuộc đời của mình nhưng chắc chắn anh chị đều gặp phải một câu hỏi nào đó liên quan đến cuộc đời anh chị không trả lời được. Anh chị hỏi đi. Anh chị hỏi tôi một câu đi. Và nếu như tôi không trả lời được thì những người khác trong cộng đồng này sẽ trả lời được anh chị. Vì anh chị tiếp tục, tôi nhắc lại nữa là gì? Học. Đây là một buổi học, một buổi chia sẻ, nó cần phải có tương tác hai bên. Anh chị comment đã đành, nhưng anh chị đừng có thẫn thờ, anh chị nhìn màn hình như vậy, anh chị động não đi. Anh chị chia sẻ tiếp thông tin cho tất cả các đội nhóm khác đi. Anh chị chia sẻ lên tường nhà mình. Tôi nhắc lại lần nữa là ở đây tôi nói câu này anh chị thông cảm nhé. Ngày mai tôi sẽ cho trợ lý của tôi kiểm tra tất cả anh chị live stream, theo dõi live stream của tôi ở đây. 420 người theo dõi tôi ở đây. Đúng ạ. Vậy mà lại chỉ có tầm khoảng là 100 lượt chia sẻ. Vậy thì 300 ông, 22 ông còn lại đang làm gì vậy? Các anh chị không có cả động lực để hỗ trợ tôi và hỗ trợ những người khác thì anh chị cũng không bao giờ xứng đáng nhận được. Ở đây thưa các anh các chị là anh Thắng hỏi tôi một câu, anh Nguyễn Thắng hỏi tôi câu này này. Anh hãy giải thích vì sao có những người rất giỏi và cố gắng rất nhiều nhưng mà thất bại, thành công phải cần cố gắng may mắn nữa. Thưa anh các chị, may mắn là điều xa xỉ đối với tất cả chúng ta. Người giỏi là ai? Edison là người giỏi đúng không? Edison là người giỏi như vậy nhưng ông ta thất bại đến tận 9.900 lần để rồi ông ta mới thành công lần cuối cùng, và thành công lần cuối cùng đã đem đến cho ông ta cả tiền tài và danh vọng và giúp đỡ tất cả thế giới có điện để dùng.
Chúng ta không giỏi bằng Ederson nên có khả năng cho thất bại nhiều hơn. Nhưng tôi thấy một điều rất may mắn là Ederson trong quá trình ông ta nghĩ ra cái sợi dây tóc điện đó, ông ta không hề kêu rằng ông ta thiếu may mắn. Ông ta nhìn vào góc độ tích cực của nó và ông ta nói một câu như sau này: tôi không thất bại 9.900 lần, mà tôi chỉ đã thành công trong việc tìm ra 9.900 cách không làm ra dây điện. Trời ơi, anh chị em ơi, những người đang tham gia, tôi ơi, tôi cảm ơn Hà Phạm rất nhiều. Không phải share, tức là thả tim và thả like đâu ạ. Chúng ta không thả tim và thả like, mà chúng ta ấn vào cái nút share đó. Share cái bài chia sẻ của tôi, live stream của tôi cho mọi người. Chứ không phải là thả tim và thả like. Nếu như Lê Minh Tuấn, đúng ạ, và Linh Tú còn không biết làm thế nào, còn gặp nản chí khi gặp khó khăn, thì tôi nhắc lại lần nữa, đó là anh chị chưa đủ một cái mục tiêu lớn. Anh chị chưa đủ cái mong muốn để thực hiện một điều gì đó. Cho nên người ta gọi là cả thèm chóng chán, nó là như vậy. Cách nói rất quan trọng. Ederson nói gì? Tôi không thất bại 9.000 lần, mà tôi đã thành công trong việc tìm ra 9.000 cách không làm ra bóng điện. Được chưa nào? Tôi lập công ty 10 lần, thất bại cả 9 lần. Thì đừng nói thế, mà nói là gì? Chúng tôi đã tìm ra 9 cách để công ty nó không thành công. Thì ở lần thứ 10 đừng làm cách đó nữa, nó thành công. Không phải là kêu gào suông đâu anh chị em ạ. Tất cả là do chúng ta cả. Thầy ơi, hiện nay em đang mất lửa trong công việc và không truyền lửa được cho đội nhóm của mình. Ôi dồi ôi, tôi nói thật, người ta gọi là truyền lửa mà trong tay anh không có bật lửa thì anh truyền cho ai? Anh Lượng ơi, Lượng sai này này. Tên anh rất là hay, anh đầy năng lượng và anh sai, anh đang tỏa sáng. Thế nhưng mà anh còn mất năng lượng nữa thì làm sao người khác có năng lượng từ anh được? Mình còn không có năng lượng thì mình truyền cho ai? Giống như ngày hôm nay tôi lên đây tôi chia sẻ với các bạn mà tôi đang ủ rột, thì làm sao tôi chia sẻ với mọi người được? Đúng ạ. Cảm ơn Nguyễn Huy rất nhiều. Tôi nhắc lại là mọi người đừng thả tim mà thả like. Anh chị dành thời gian để chia sẻ trên mạng của anh chị ấy, anh chị ấn nút share cho tôi ấy, chứ không phải là anh chị gọi như là đi ấn nút share, ấn nút thả tim mới like ở đây, không phải thế. Cảm ơn chị rất nhiều, anh chị thấy không ạ? Ngay cả chúng ta dùng Facebook rất nhiều thời gian, nhưng ngay cả một việc là chúng ta tìm hiểu về cái Facebook của chúng ta, chúng ta tìm hiểu cái cách mà chúng ta sử dụng cho hiệu quả, chúng ta cũng không dùng, chúng ta dùng rất hời hợt. Nên có hai từ tôi muốn nói với các bạn là chúng ta sẽ thất bại mãi mãi trong cuộc đời này nếu chúng ta có hai từ này, đó là một là tùy tiện và hai là hời hợt. Tùy tiện là gì? Tùy tiện tức là người ta bảo làm việc A thì mình làm việc B, mình thích thì mình làm thôi. Còn hời hợt là gì? Hời hợt tức là người ta bảo làm đến tận cùng, ví dụ người ta bảo anh share cho tôi đi, mà nhưng mà mình thì chỉ làm một nửa đấy, mình dừng lại. Cũng thế thôi. Tùy tiện và hời hợt là hai cách nhanh nhất, đặc biệt làm cho người trẻ chúng ta cứ dần dần lụi bại tiếp. Chúng ta cứ thấy xã hội nó đi lên, bạn bè nó đi lên, mình thì cứ bám vào cái quá khứ vinh quang, mình cứ tầm gửi vào người khác, là mình đổ lỗi cho tất cả hoàn cảnh. Tùy tiện và hời hợt, Hoàng Ngọc Phi nói đúng, là hai điều mà chúng ta sẽ thật sự thất bại. Em kinh doanh thất bại nhiều lần dẫn đến sợ bán hàng, đến nỗi mất động lực khi đối diện những dự án tiếp sau này. Khi ai đó chia sẻ cơ hội thì bản thân em đều không biết bắt đầu như thế nào. Ôi dồi, Chí Ngô trả lời tôi biết bạn kinh doanh được bao nhiêu lần rồi mà bạn bảo là bạn kinh doanh thất bại nhiều đến mức độ. Tôi nhắc lại lần nữa, đó là bạn có thật sự mong muốn làm cái ngành kinh doanh đó không? Bạn có mong muốn thành công ở công ty đó không? Hay là bạn ra ngoài đường bạn thấy mấy cái thằng nó gọi như là nó đã rủ đi làm kinh doanh, thế là hời hợt mà cho tao theo, mở trà chanh cho tao theo, mở trà chén cho tao theo, bán bia cho tao theo, sau đó thì cả tháng chẳng đến công ty bao giờ, chẳng chịu rèn luyện kỹ năng bao giờ. Có bốn yếu tố là KASH. Hôm nào tôi có một buổi đào tạo riêng về KASH. Đào tạo về KASH thì kiến thức không có, kỹ năng không có, thái độ không có, kiến thức thói quen không có, thậm chí kể cả sức khỏe chịu đòn không có. Thế mà cuối cùng cứ bảo là em kinh doanh nhiều lần, em thất bại nhiều đến mức độ. Anh nhiều đến bao nhiêu? Tôi nhìn anh trên Facebook, tôi đoán rằng anh tầm khoảng 30 tuổi. 30 tuổi cùng lắm mỗi năm làm một công ty, anh thất bại tầm khoảng 10 công ty chứ mấy. Đúng à? Anh nên nhớ rằng Tổng thống Donald Trump phá sản 3 lần. Richard Branson phá sản không nhớ nổi nữa. Còn ông viết Tim Ferriss là viết cuốn là tuần làm việc 4 giờ. Thất bại nhiều đến mức độ mà ông ta gọi như là không biết là mình đã bắt đầu lại bao nhiêu lần cơ mà. Nhưng mà vấn đề là câu chuyện là người ta vẫn không dừng lại. À còn vấn đề là thực hiện cam kết đúng không?
Thực hiện cam kết thì đây là một câu chuyện dài, không phải đơn giản đâu anh chị em ạ. Cách chúng ta làm một việc là cách chúng ta làm nhiều việc, nhớ câu đấy là được anh chị em nhé. Chúng ta comment xuống hộ tôi đi ạ. Cách chúng ta làm một việc là cách chúng ta làm nhiều việc. Vậy đầu tiên là cách chúng ta thức dậy mỗi buổi sáng. Nào bây giờ tất cả chúng ta cùng thử nghiệm nhé. Là chúng ta sẽ dậy vào lúc 6 giờ sáng. Bất kể anh chị đi ngủ lúc mấy giờ, nhưng chúng ta có một cam kết là dậy lúc 6 giờ sáng, dậy buổi sáng. Những người thành công đều đến cơ quan sớm hơn người khác ít nhất là 1 tiếng và đều dậy sớm hơn người khác ít nhất là 3 tiếng. Anh chị comment xuống dưới đi. Những người thành công là những người thường xuyên đi làm trước người khác 1 tiếng và dậy trước người khác 3 tiếng đồng hồ. Vì vậy, ngày mai trở đi, đặc biệt với Hà Nội tắc đường này, chúng ta hãy dậy từ 6 giờ sáng là tối đa. Đặt chuông đồng hồ đi và bất kỳ lý do gì chúng ta đều dậy vào lúc 6 giờ sáng. Vậy thì dậy vào lúc 6 giờ sáng, vậy ngày mai anh chị cũng nghe tôi live stream này muộn, anh chị buổi sáng ngày mai chuông reo reng 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 reng, anh chị vẫn phải bật dậy với một tinh thần cao nhất. Anh chị đi ăn sáng, anh chị nhảy vào trong phòng tắm, anh chị mặc quần áo, anh chị đọc một cuốn sách và anh chị đến cơ quan. Ngày hôm sau con anh chị ốm thức cả đêm, anh chị vẫn dậy vào lúc 6 giờ sáng, anh chị vẫn đặt con xuống nằm ngủ bên ngày người bà của mình. Sau đó anh chị vẫn tiếp tục đến cơ quan, anh chị đến cơ quan sớm hơn người khác. Đấy là cách chúng ta làm một việc là dậy buổi sáng. Anh chị làm được việc này thì anh chị sẽ làm những việc khác. Việc nhỏ còn không làm được, đừng nói việc lớn anh chị em ạ. Dân nhà mình hay có câu này này: ôi giời ơi, việc ấy là việc nhỏ, mẹ khi nào đến việc lớn tao làm khác ngay. Tôi không bao giờ tin những con người như vậy. Đến cái việc là dậy sớm 1 tiếng, đến trước cơ quan trước 1 tiếng, dậy sớm hơn người khác 3 tiếng để đọc sách, để làm việc đó mà có lợi cho mình, đấy chính là nói có với mình đấy. Mà anh chị còn không làm được thì nói cái gì về việc là anh chị hứa những chuyện xa xôi. Đúng không ạ? Vấn đề là đến cơ quan trước 1 tiếng lại cam kết đi, mỗi ngày đọc cho tôi 200 trang sách. Nào anh chị cố gắng đi ạ, mỗi ngày chúng ta đọc 200 trang sách. Mỗi ngày đọc 200 trang sách tức là một tuần anh chị đọc tầm khoảng 3 cuốn sách. Nếu anh chị đọc được một tuần 3 cuốn sách thì xin thưa anh các chị rằng anh chị sẽ vượt trội so với người khác, dù xuất phát điểm anh chị có thấp hơn người ta thế nào cho nữa. Tiếp tục nữa là gì ạ? Anh chị phải có thói quen là trước khi đi ngủ đừng có ngủ một cách gọn gàng như thế. Ngày xưa tôi học ngoại ngữ cũng thế thôi. Anh chị hộ tôi mua cái tai nghe không dây đi, anh chị tai nghe có dây cũng được, gắn vào đây này. Anh chị mở cho tôi một đoạn live stream dạy về bán hàng, mở tôi một đoạn live stream dạy về kỹ năng sống, dạy một đoạn live stream về gì thế kia đó. Và anh chị hộ tôi là chìm trong giấc ngủ khi anh chị nghe live stream đó. Anh chị đừng để nó chạy dài nhé, bởi nếu chạy dài nó là ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta. Anh chị chọn đúng một cái gọi như là clip thôi. Và khi anh chị dùng cái clip này thì anh chị hết clip đó anh chị chìm giấc ngủ 30 phút, nó sẽ ăn vào đầu anh chị. Vậy một ngày đọc của tôi 200 trang sách và một ngày nghe tôi một live stream, một ngày đến cơ quan sớm hơn 1 tiếng, vân vân và vân vân. Tôi nhắc lại lần nữa, anh chị làm tôi 21 ngày thôi. Và ở đây chúng ta cùng thi này, nếu trong 21 ngày đó mà chỉ cần một ngày anh chị vi phạm, tính lại từ đầu toàn bộ thành tích vứt đi. Tức là nếu anh chị làm được 19 ngày rồi, đến ngày 20 anh chị vi phạm thì coi như vứt đi, anh chị làm lại từ đầu. Và nếu làm lại từ đầu thì áp lực sẽ phải tăng lên. Ví dụ trước đây dậy sớm hơn 1 tiếng thì bây giờ phải sớm hơn 1 tiếng rưỡi. Nếu trước đây đọc 200 trang sách thì bây giờ nó phải là 250 trang. Nếu như trước đây là nghe một live stream, chúng ta phải nghe hai live stream, chúng ta nghe hai clip. Vậy thì nếu anh chị cứ một lần thất bại, anh chị phải nâng cao tốc độ lên như vậy. Và một ngày anh chị nhìn lại, anh chị thấy ồ, mình thật là vĩ đại cái lúc nào. Tốc độ đọc sách của chúng ta là quá chậm. Thật là tuyệt vời, đáng có 465 người theo dõi tôi ở đây. Đến giờ phút này số lượng người lại tăng lên. Và tôi rất mong anh chị chúng ta có được cái sự nhiệt tình như vậy. 465 con người đang xuất hiện tại đây. 21 ngày, 21 ngày, 21 ngày. Rồi thay vì anh chị lên trên ô tô, nếu anh chị nào có ô tô ở đây, anh chị nghe những cái gì nói vơ nói vẩn ở đâu đó, anh chị tiếp tục vào YouTube anh chị nghe đi. Hoặc anh chị đi mua sách nói đi, anh chị cắm cái USB vào nó nói còn hơn anh chị nghe những cái bài nhạc nó đang gầm gào ở ngoài kia. Tôi không cấm anh chị nghe nhạc, anh chị nghe lúc khác. Còn khi anh chị đang lái xe đi làm chẳng hạn, anh chị đến cơ quan 1 tiếng, anh chị đến cơ quan trên ô tô đó là đủ anh chị nghe sách nói rồi. Còn nếu anh chị đi xe máy chẳng hạn, anh chị cũng có thể là nghe được. Và anh chị phải tận dụng mọi thời gian để làm, bởi vì cách chúng ta làm một việc là cách chúng ta làm nhiều việc. Đúng không ạ?
Ở đây thì còn rất nhiều các câu hỏi, tôi đọc một số câu hỏi đặc điểm, ví dụ như là đúng rồi Hà Trần nói rất đúng là gì? Giàu đâu những kẻ ngủ trưa, sang đâu những kẻ say sưa tối ngày. Hà Phạm nói đúng là khở nhà không đi làm nhưng mà vẫn được cố gắng, một ngày vẫn theo đuổi việc bán hàng. Bán hàng 4 năm nay rồi, một lúc không thể có khách lạ ngay được nhưng thỉnh thoảng vẫn có. Việc nhỏ không làm được đừng làm việc lớn anh chị em ơi. Chúng ta xem lại cái lối sống của những người giàu có và những người thành đạt đi. Họ không đơn giản là người ta làm những cái việc ngớ ngẩn như chúng ta đâu. Người giàu có là không xem tivi nhá. Người thành công là không ôm vào cái tivi để xem phim bộ hết ngày đến ngày khác nhá. Người ta sử dụng những kênh truyền thông như YouTube hay là Facebook để người ta kiếm tiền. Còn xem tivi ấy là anh chị tưởng tượng là này, người ta cùng lắm để ở những nơi công sở để thỉnh thoảng nó phát toàn CNN để người ta nghe tiếng Anh và người ta nghe thông tin thời sự thôi. Còn đắm chìm trong ông phim gọi như là cứ mẹ chồng tôi với cả là hoa hồng bên ngực trái là chết ấy mà người ta phải đọc sách anh chị em ạ. Nên hôm trước trên Facebook của tôi có hình ảnh đó, những người giàu có ta đang leo lên từng bậc thang của trí tuệ đã đọc sách. Còn chúng ta thì đắm chìm vào trong cái gọi như là tivi, xem tivi nhiều làm IQ chúng ta tụt xuống. EQ của chúng ta tăng lên nhưng mà EQ giận dữ là nhiều. Tức là các bà, các cô, các mẹ xem cái tivi ở trên mạng đó, nó nói xấu mẹ chồng, nói xấu con dâu, nói xấu chồng. Và chúng ta tự nhiên chúng ta có cái cảm xúc, chúng ta cảm thấy như mình là một nhân vật ở trong phim ấy. Chúng ta đắm chìm trong những bộ phim như vậy. Cho nên chúng ta cứ bị người ta mặc danh là mẹ bỉm sữa này, hay là kẻ vô công rồi nghề là như vậy ấy. Vì vậy là chúng ta cố gắng tách biệt khỏi cái tivi đi. Ngay cả trẻ con xem tivi nhiều không tốt đâu nha, bị các cháu nó sẽ bị ám ảnh bởi những hình ảnh trên tivi, cách lối nghĩ trên tivi, hành xử giống cái con robot trên tivi ấy. Nên chúng ta đừng làm cái việc đó chị em ạ, động lực nó không đến từ đó đâu. Thân Văn Toàn nói rằng là cách nâng cao kiến thức một lĩnh vực nhanh nhất và sâu nhất thì báo cáo các chị là thế này. Chẳng có gì nhanh đâu ạ. Nếu anh chị đọc được đâu đó, tôi nhớ có một thống kê không nhầm là nếu anh chị đọc được tầm khoảng là 200 đầu sách trong một lĩnh vực thì anh chị sẽ trở thành chuyên gia lĩnh vực đấy. Bất kể anh chị xuất phát điểm thấp như thế nào. Vậy thì là 200 đầu sách nhưng đọc rồi chúng ta phải đem vào áp dụng nữa, chúng ta phải có những cái gọi trải nghiệm nữa. Vậy thì 200 đầu sách ta tính đi ạ, một tuần đọc được khoảng 2 đầu sách, vậy thì 100 tuần tức là phải 2 năm. Thì đúng thật là sau 2 năm anh mà tập trung trong lĩnh vực gì đó, như tôi chẳng hạn, là tôi không biết gì về vấn đề về y dược, nhưng mà sau khi đầu tư vào y dược trong vòng 2 năm tập trung làm 2 năm, tôi thấy rằng tôi hiểu khá nhiều về y dược. Thế còn chưa kể rằng ở đây còn vấn đề thái độ nữa, tức là anh vào lĩnh vực đó nhưng anh có thật sự thích cái lĩnh vực đó hay không, các cái kỹ năng liên quan nữa, rồi là các cái thói quen hành vi của anh nữa. Nên tôi vẫn nói câu chuyện là gì ạ, cách chúng ta làm một việc là cách chúng ta làm nhiều việc. Đây này anh chị xem, chị Dương Tố Loan đây này, hôm nay chị Dương Tố Loan là chị từ Quảng Ninh đến Hà Nội chơi và cũng là có việc gia đình, giờ này đang nằm trên xe gọi như là tốc độ cao, nằm trên xe giường nằm để từ Hà Nội về Quảng Ninh, nhưng vẫn đang bật 3G để theo dõi tôi đây này, và vẫn có thói quen là trước khi về là còn cầm cả cuốn sách để đọc ở trên đường đây này. Vậy những người như vậy thì không sớm thì muộn cũng trở thành chuyên gia và trở nên giàu có được thôi. Còn nếu mà chúng ta theo kiểu là hời hợt lắm, giờ này bắt đầu mới đi lang thang ở đâu đó về, xem hết mấy bộ phim truyền hình rồi bắt đầu mới vào đây nghe thầy Dũng, rồi nghe từ giữa ra bắt đầu phán mấy câu là ông này nói nhiều thế, hoặc là mẹ sao là giờ này vẫn đang live stream mà nội dung là cái gì ấy nhỉ, mà thì thưa anh các chị rằng chúng ta không giàu có được đâu, đúng ạ. Cách lưu giữ và ghi câu kiến thức là hiệu quả nhất, một là chúng ta dạy lại cho người khác. Nên tôi nói rồi, anh chị theo dõi các live stream của tôi đi, và những buổi live stream sau tôi sẽ mời anh chị lên chia sẻ lại những gì mà chúng ta được học. Anh chị comment hộ tôi đi ạ, chia sẻ lại những gì chúng ta được học với những người khác. Và cách thứ hai đó là ứng dụng những gì chúng ta được học vào trong công việc. Thứ ba nữa là gì ạ? Cứ làm đi, gặp vấn đề khó khăn gì thì tìm sách để giải quyết và tìm kiến thức để giải quyết. Thì đây là ba cách tốt nhất để chúng ta thể lưu trữ được kiến thức, biến kiến thức thành kiến thức của mình và có thể là học được hiệu quả nhất. Chứ chúng ta đừng mua sách theo cái kiểu là về mua cuốn sách thế này, xong là về giờ lại đọc từ đầu đến cuối, xong rồi mẹ cuốn sách thì biết chẳng gì hay cả. Bởi vì anh không hề có trải nghiệm, anh không hề thấy cái vấn đề gì nằm ở trong cái cuốn sách này, nên anh đọc cuốn sách này nó hoàn toàn là vô cảm, nó hoàn toàn là vô nghĩa, nó hoàn toàn là vô vọng luôn. Vậy thì thưa anh các chị, chia sẻ các đầu sách á, tôi sẽ chia sẻ dần dần anh chị em nhá. Tôi có hàng nghìn đầu sách khác nhau, không thể chia sẻ trong một buổi live stream hết được đâu ạ. Tôi nhắc lại lần nữa là ngày hôm nay đến cuối giờ, những người mà chia sẻ nhiều nhất và comment hiệu quả nhất, tôi sẽ biếu tặng một cuốn sách lãnh đạo. Đúng ạ. Thực lòng mà nói là tôi có hẳn một bộ là gồm có 9 cuốn như thế này, và tôi sẽ chia sẻ với anh chị em dần, tôi sẽ biếu tặng anh chị dần
Tôi có 9 cuốn thế này và 9 cuốn được coi là cực kỳ quý. Nếu anh chị đọc hết 9 cuốn này, anh chị hoàn toàn có đầy đủ kiến thức để có thể là có đầy đủ để kiến thức để mà vận hành một doanh nghiệp cũng như là kinh doanh cá nhân thành công. Cảm ơn Phạm Thúy rất là nhiều, vừa ôm con ngủ vừa cắm tai nghe được nghe thầy giảng, anh chị thấy không ạ? Người ta vẫn làm được khi người ta có con nhỏ đấy. Chồng nằm bên cạnh có thể giận dỗi thật đấy nhưng mà người ta vẫn nghe. Vậy thì cái việc mà bảo là anh chồng ơi anh gác lại một chút đi, đợi em một tí nữa thôi, thầy giảng nửa tiếng đó là xong rồi, để em nghe kiến thức, chứ còn anh em mình chậm hơn tí vấn đề gì đâu. Đúng không ạ? Đúng rồi, cách tốt nhất là chúng ta phải chia sẻ lại kiến thức. Bản chất những kiến thức tôi chia sẻ anh chị đây đến từ ba nguồn. Một là nguồn tôi đọc sách. Nhưng cái nguồn quan trọng hơn cả là tôi đã được học từ những người khác, và tôi đây đi biến thành kiến thức của mình, tôi chia sẻ lại cho anh chị ở đây. Và nguồn thứ ba nữa là tôi làm, tôi có thực tiễn thì tôi kết hợp lại thì tôi thành cái để chia sẻ cùng mọi người. Cảm ơn Mến Mai, em cần là một chuyện, tức là em có mong muốn. Nhưng mà vấn đề là chúng ta còn phải có cam kết. Bây giờ tôi nói là cam kết là chúng ta chia sẻ nhiều đó. Thì nếu chia sẻ nhiều thì em sẽ nhận được cuốn sách này thôi. Và ngày hôm nay thất bại thì ngày mai ta thành công. Cái clip ở trên mạng về động lực đó thì anh chị biết rồi, là người thành công và người thất bại chỉ cách nhau một cái ranh giới rất là mong manh. Một người thì chán nản bỏ về, và chúng ta tắt cái live stream này, bảo mẹ thằng này nói chắc chẳng có gì hay đâu, thôi tắt nó đi. Còn người thành công là người ta theo đuổi tận cuối cùng. Vậy thì quay trở về cái câu chuyện của ông Newton, chúng ta thấy rằng người thành công khác người thất bại ở cái chỗ nào? Thưa với anh chị em rằng là buổi sáng ra, cái ông Newton nó ngày nào ông ta ra gốc táo, ông ấy ngồi, ông ấy phân tích, ông ấy tư duy, ông ấy suy nghĩ, ông ta đăm chiêu, ông ta theo đuổi một mục tiêu là làm một cái điều gì đó có ích. Ông ta đắm đuối về việc là tại sao thế này thế kia. Thì một hôm là quả táo nó rơi vào đầu thì tự nhiên ông ta nghĩ được ra. Thế còn nếu mà chỉ cần ông ta nghĩ đến ngày thứ năm, ông ta bảo nghĩ là chắc chả ra gì đâu, chán lắm, ông ta bỏ về, thì chắc chắn chúng ta sẽ không có được cái thuyết gọi luật định vật vạn vật hấp dẫn của Newton. Đúng không ạ? Cái người nào mà người ta phải thường xuyên suy nghĩ đắm đuối về nó, người ta đến mức tắm người ta vẫn đang nghĩ về nó, thì mới có cái chuyện Archimedes là nghĩ ra một cái gọi như là điều tuyệt vời và sau đó nhảy ra khỏi cái bồn tắm. Thế tôi nhắc lại là chúng ta có hai cái nó rất dở, là chúng ta hời hợt và chúng ta chưa thật sự là đắm đuối cái việc mà chúng ta làm. Bây giờ anh chị muốn thành công nhé, giống chị Hà Phạm ấy, ôm con nhỏ trong tay, cắm tai nghe và nghe thầy giảng và nói rằng là mình sẽ thành công trong việc live stream bán hàng, mình sẽ thành công trong việc bán hàng, mình sẽ thành công trong việc chốt sỉ, mình sẽ thành công trong việc kiếm được nhiều tiền hơn, thì chắc chắn một ngày đẹp trời sẽ thành công. Còn nếu ta từ bỏ sớm quá là chúng ta sẽ thất bại. Vậy bây giờ vẫn chưa hết nữa, mới hết câu hỏi, tôi quay trở về câu chuyện ban đầu vì có người nhắc tôi vừa rồi, đó là gì ạ? Quay trở về câu chuyện nào, mấy con trâu, con chó, con khỉ bị đánh thì nó mới chịu làm, vì sao? Vì nó đang phải làm những việc khác bản năng của nó, khác bản năng của nó. Con khỉ là leo cây vui vẻ hát ca, chứ con khỉ không phải đi làm xiếc cho chúng ta xem. Con trâu nó nhởn nhơ, nó gặm cỏ, chứ không phải nó đi vì đi kéo cày cho chúng ta. Con chó là nó nằm giữ nhà, chứ không phải nó phải chạy đi đâu tìm xương cho chúng ta. Cho nên vì vậy là khi con người chúng ta yêu cầu nó làm những việc khác cái bản năng của nó, thì chúng ta phải dùng roi vọt và chúng ta phải đánh nó, chúng ta phải dọa nó, chúng ta phải chửi nó thì nó mới làm. Thế con người chúng ta là làm giàu cho chính mình, làm giàu cho công ty mình, làm giàu cho đội nhóm mình, làm giàu cho gia đình mình. Vậy mà mình lại ngang cơ với con chó, con trâu vậy à? Để người khác, tức là ông chủ là một, là sếp trên là hai, là thằng khác là ba, là giáo viên là bốn, là phải đi đánh vào anh chị, phải đuổi anh chị, phải giục anh chị và mắng anh chị như vậy. Anh chị mới có động lực hay sao? Tôi hỏi thật lòng anh chị là có ai bắt tôi là ngày hôm nay phải lên đây giảng cho anh chị không? Không, đúng không? Tôi đang làm những việc mà tôi thấy có giá trị và đặc biệt là đúng với bản năng của tôi. Tôi có một bản năng là tôi giảng tốt, tôi muốn nói, tôi muốn chia sẻ với mọi người, đấy là trở thành bản năng. Và tôi muốn là các bạn ở đây này, các bạn comment cũng như bản năng vậy. Các bạn ghi lại lời giảng của thầy giáo như bản năng vậy, các bạn chia sẻ nhìn thấy live stream. Tôi nói thật đấy, vừa rồi các bạn nói tôi câu tôi hơi tự ái đấy. Bạn bảo thế này chứ, giảng mà hay thì tôi mới chia sẻ cho anh. Tôi nói thật các bạn như bố tôi vậy. Bố tôi còn chưa dám nói là mày phải giảng hay tao mới chia sẻ nữa là. Thế tôi nói ngược lại nhá, nếu tôi thấy bạn đủ tư cách tôi mới cho bạn học tôi có được không? Nào cộng đồng mạng trên này, chúng ta trả lời tôi câu này. Chúng ta luôn có kiểu hách dịch theo kiểu là gì? Mày phải giảng hay tao mới chia sẻ cho mày. Thế khác gì là à mẹ, tức là khi công ty tôi phải thành công tôi mới có động lực, còn khi nào công ty chưa thành công tôi chưa có động lực cái gì? Thế tôi hỏi ngược lại nhá, tôi thấy bạn phải có đủ tư cách tôi mới cho bạn vào xem live stream này có được không? Chúng ta chưa hề có thái độ cho đi,
nhưng chúng ta luôn luôn yêu cầu người khác phải cho mình cái gì đó. Chủ nghĩa này, tôi dùng một từ cho các bạn nhé, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa thực dân man dợ. Tại sao tôi phải cho bạn vào đây nghe livestream của tôi khi tôi chưa biết bạn là ai, mà bạn lại bảo rằng là bạn phải thấy rằng nghe một tiếng sau thấy ông này dạy hay bạn mới chia sẻ. Tôi nói thật, lúc tôi không cần bạn chia sẻ nữa. Tôi đóng livestream từ lâu rồi, tôi cần bạn chia sẻ làm quẻ gì, đúng không ạ? Trong công việc cũng vậy. Đi làm cho sếp lại nói thế này chứ. Em phải thấy rằng là sếp sẽ đồng ý quy hoạch em lên làm phó phòng thì em mới làm việc tốt. Em phải thấy rằng lương ở công ty phải lên gấp đôi thì em bắt đầu mới tập trung làm việc. Em phải thấy rằng là em có cái vị trí gì trong công ty này em mới tử tế được. Cái kiểu nói đó là kiểu nói của những người sẽ muôn đời thất bại. Một ngày tôi bởi blog mất tầm khoảng chục chú, kể cả người nhiều tuổi và người ít tuổi, về cái thái độ và tư duy rất có vấn đề. Có những con người trong xã hội này làm tận cuối đời vẫn chưa thành công, nhưng người ta vẫn có một khát vọng, người ta cho đi, người ta vẫn chia sẻ, người ta đòi nhận lại cái gì đâu. Tôi nói thêm với các bạn nhé, Bác Hồ đến tận lúc mất, Bác còn chưa được nhìn thấy miền Nam hoàn toàn giải phóng. Thế Bác phải nói thế các chú phải giải phóng miền Nam thì Bác mới thế nọ thế kia. Quá lao tuyết, đúng không ạ? Bác ra đi 30 năm, đúng không? Bác làm bao nhiêu việc, hy sinh cả cuộc sống cá nhân mình để cho mọi người và có một niềm tin tuyệt đối là sẽ đạt được. Đấy, anh chị thấy không? Đấy là khái niệm cho đi. Động lực như vậy, Bác nói một câu là gì? Chúng ta có thể mất 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, nhưng chúng ta thà đốt cháy cả dãy Trường Sơn gì đó, chúng ta nhất định không chịu mất nước, chứ không chịu làm nô lệ. Không bao giờ dừng lại. Phải cho đi trước đi. Làm sao mà yêu cầu mình nhận lại ngay được. Vì vậy các bạn nói một cười, vừa rồi tôi nói thật đấy, 435 người giờ này theo dõi tôi đều nói là gì? Ông cứ dạy đi, tôi thấy hay tôi mới chia sẻ cho ông. Thế các bạn này nói giống kiểu này này, à các anh đi xem bóng đá gì, ừ đá đi, cứ khi nào mà ghi bàn rồi thì em mới trả tiền đó. Vớ vẩn thật đấy. Cho nên hôm trước tôi đã có mấy anh, tôi nói thật này, tôi bảo tất cả các nghề đấy, cái nghề duy nhất là nghề giáo viên của tôi mà phải dạy xong mới được nhận tiền. Đúng ra nghề giáo viên là phải nộp tiền học phí để mới cho học, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ có nhiều thằng cha nó còn đấy này, cứ nó bảo thầy Dũng thì em sẽ học thử thầy. Mình học thử tức là thế nào, nó bảo dạ em đến lớp học thầy, thầy phải dạy đi. Em đi học trước, nếu em thấy thầy dạy hay thì bắt đầu em mới trả tiền cho thầy buổi sau. Bảo cả anh các chị đều đến thế là cùng. Cho những người như vậy khi áp dụng trong công ty, trong công việc bình thường, tôi không nói kinh doanh, không thành công được. Thế bây giờ hai thằng cùng ký hợp đồng với nhau, bảo mày phải giao hàng tao mới trả tiền, thế hay là mày trả tiền tao mới giao hàng? Thế hai thằng đều giữ thủ thế như vậy hết. Mày chưa trả tiền tao không giao hàng, mày không giao hàng tao không trả tiền, mày không dạy hay tao không xe, mày không xe tao không dạy. Tóm lại ai là người dạy trước bây giờ đây? Nào chúng ta cùng thi gan với nhau nhá. Mày không xe tao không dạy. Mày không dạy tao không xe. Thế là hai bên cứ ngồi cãi nhau. Thưa anh các chị thì đúng là mệt lắm anh chị em ạ. Cho nên tôi chỉ nhắc anh chị cảnh báo chuyện một điều là gì, ngay trong việc làm việc trong công ty, những nhân vật như vừa rồi cũng là những nhân vật tôi chỉ nói, không phải nói cá nhân bạn ấy đâu, mà tôi nói là nhiều người trong số chúng ta ở đây bị rơi tình trạng đó. Ở trong gia đình yêu thương nhau cũng thế, động lực yêu thương nhau nó phải xuất phát từ việc mình phải cho đi chứ. Lại bảo là mày phải yêu tao, tao mới yêu mày, mày phải tốt với tao, tao phải tốt với mày, tư tưởng tôi nghĩ là không được. Đôi khi phải có người nào thiệt thòi chứ. Cứ cho là tôi tốt với bạn hơn đi, bạn tốt với tôi ít hơn, nhưng mà tôi thấy tôi hơi thiệt, tôi không sao cả. Mình muốn người ta đối xử với mình thế nào thì mình phải đối xử với người ta như thế. Con gà có trước hay quả trứng có trước, nhân sự cũng như vậy. Lại bảo là công ty phải tốt em mới làm việc hiệu quả, thế là anh không làm việc hiệu quả làm sao công ty nó tốt được. Anh không chuyên nghiệp làm sao công ty chuyên nghiệp được. Vì vậy ngày xưa tôi tuyển dụng, tôi rất ghét thằng nói với tôi là gì, anh ấy em muốn làm việc môi trường chuyên nghiệp. Tôi bảo cậu muốn làm một chuyện, cậu muốn làm việc môi trường chuyên nghiệp. Thế nhưng mà môi trường của tôi chỉ chuyên nghiệp khi có những con người chuyên nghiệp, và những người chuyên nghiệp không bao giờ nói kiểu như cậu. Đúng không? Công ty tôi không chuyên nghiệp tôi mới tuyển cậu. Công ty tôi mà chuyên nghiệp thì tôi chẳng cần những người như cậu. À đúng không ạ? Vậy thì thưa anh các chị, đây là vấn đề cho đi và nhận lại. Anh chị cho tôi tiếp những cái câu chuyện là về câu hỏi đi ạ. Đúng ạ. Rất nhiều câu hỏi
Rất nhiều câu hỏi ở đây, nhưng mà tôi sẽ gom lại những câu hỏi nào mà tôi nghĩ là quan trọng để chúng ta có thể là chia sẻ cùng tất cả mọi người. Tôi nhắc lại lần nữa là các bạn ở đây trên mạng chủ yếu là những người ở độ tuổi 30, và tôi nghĩ rằng 30 thì các bạn cùng lắm là 20 tuổi các bạn lập nghiệp, các bạn thành lập công ty. Thế thì vòng đời của một công ty nó đâu có đơn giản là 1 năm đâu ạ. Nhiều bạn kinh doanh mở một cái quán trà đá chẳng hạn được tầm khoảng là 5-10 ngày, sau đó chúng ta không đạt doanh thu một lợi nhuận, chúng ta đã bảo chúng ta thất bại rồi. Hay là ở đây tôi nói ngay trong công ty của tôi cũng thế thôi, có một số người là đi kinh doanh bán hàng ấy. Lúc đi bán hàng thì hùng hổ tuyên bố cũng kinh lắm, thế nhưng mà khi đi bán hàng gặp được khoảng 10 khách thì bị 9 khách nó từ chối, xong là về nói luôn là em không có duyên bán hàng, em không phù hợp với sản phẩm này. Tôi nói luôn là bạn đã làm cái gì, bạn bảo bạn không phù hợp. Có hàng nghìn cách để bán hàng khác nhau, bạn chưa thực hiện nổi 2 cách, bạn chưa tìm hiểu được thêm có bao nhiêu cách bán hàng, bạn đã bảo bạn thất bại rồi. Đúng không ạ? Bạn Lương trả lời như hỏi tôi như sau, đó là em đang đi làm thuê, em có kiến thức nhất định, cũng có nhận định cá nhân, nhưng vợ em cứ can ngăn, cứ sợ sệt em không đủ sức khỏe, khả năng và khuyên an phận. Ngay trong cái câu hỏi của em đó có câu trả lời rồi. Cuộc đời của em là do em quyết định, mà em làm cái điều này là tốt cho cá nhân em mà tốt cho gia đình, cho vợ con, vì dạy vợ con làm sao lại ngăn cản. Em nên dành thời gian để phân tích cho người vợ của mình biết, đó là anh làm việc này là để cho em có cuộc sống tốt đẹp hơn, anh làm điều này cũng chẳng phải là anh gọi như làm cái việc gì nó quá sức đâu, anh có sức khỏe này, anh có kiến thức, anh lại còn có những dự định cá nhân, anh cũng thật sự là muốn làm cho em. Thế nào gọi là an phận? Thế nói về từ an phận thì ở đây là cũng là để chia sẻ thêm một cái câu chuyện của cá nhân tôi nữa với anh chị, nó là như thế này, câu chuyện nó rất hay là thế này anh chị em ạ. Nếu mà tôi an phận thì giờ này tôi không ngồi ở đây rồi. Nếu giờ này mà an phận thì tôi không ngồi ở đây. An phận nó là thế này. Bản thân cá nhân tôi khi mà ra trường được giữ lại trường đại học ngoại thương làm giảng viên. Và đấy là một môi trường quá tuyệt vời. Và nếu tôi là người không có động lực vươn lên thì môi trường ngoại thương vẫn là một môi trường quá tốt đối với tôi. Đúng không ạ? Được coi là một trong các giảng viên dạy hay. Rồi là cũng là đảng viên, rồi là điều kiện kinh tế cũng được vài triệu một tháng. Lúc bây giờ thời tôi ra trường ấy thì tiêu chuẩn chuẩn mực là 200 đô thì được coi là chuẩn mực. Thế thì làm trường ngoại thương thì cũng được 200-300 đô, đúng không ạ? Và thưa các anh các chị rằng là ổn, môi trường nhà nước ổn định, qua an phận gì nữa. Thế nhưng mà với thu nhập tầm khoảng là 3 triệu rưỡi 4 triệu đồng một tháng thì mang về để đóng tiền điện hết nửa, mua xăng xe hết nửa đó, thấy khỏi nghỉ ăn. Thế thì về, tất nhiên tôi nhắc lại, ở Việt Nam thì thấy ở Việt Nam có ai chết vì đói không? Không. Đặc biệt sống ở thành phố tôi chưa thấy ai chết đói cả. Nay ăn nhà bạn bữa, ngày mai về nhà bố mẹ bữa là đủ, đúng không ạ? Thậm chí là ở lại căng tin trường kiểu gì đồng nghiệp chẳng mời ăn, không đói được. Quá ổn. Cho nên tôi rất ghét những người là nói là cuộc sống tôi ổn. Ổn là thế nào hả anh chị em ơi? Giống như ngày hôm nay tôi bảo tôi ổn, ổn là thế nào? Kiểu gì mà chẳng ổn. Đúng là năm 1945 mà chẳng ổn. Thế thì thưa là thế này. Tôi gặp một anh bạn trong thành phố Hồ Chí Minh ra, anh nói tôi một câu mà tôi nghĩ mãi. Anh bảo Dũng ạ, mày là một người giỏi theo đánh giá của nhiều người. Thế nhưng mà một người được coi là giỏi khi và chỉ khi người ta làm được 4 cái việc: một là giúp cho mình trở nên giàu có, hai là giúp cho những người xung quanh mình, những người đi theo mình trở nên giàu có, ba là làm cho cái đơn vị của mình đang gắn bó nó trở nên thành công hoặc là giàu có, và thứ tư là phải đóng góp được cho cộng đồng và xã hội một giá trị nào đó. Nếu mày 4 cái đó đều ổn thì đấy mới là ổn, còn nếu không thì mày không là giỏi, bởi vì giỏi mà không nuôi được bản thân mình thì không giỏi một chút nào. Câu nói đó trong cuộc đời, đôi khi con người ta được gặp những người mà sẽ làm thay đổi cuộc đời mình. Không ổn một chút nào. Tôi thấy lại nha, mình thì chả giàu, người đi theo mình thì chẳng có, mà đương nhiên nó cũng chẳng giàu, cũng chả làm cho cái trường ngoại thương nó giàu có hơn, và đặc biệt cũng chẳng đóng góp cho cộng đồng và xã hội một giá trị gì lắm. Cho nên trong lúc ổn như vậy, tôi quyết định là xin nghỉ. Thưa các anh các chị là nghỉ trong vòng 3 tháng mà hoàn toàn là mất phương hướng, không biết mình làm gì. Nhưng mà việc đầu tiên tôi nghĩ rằng để thay đổi được ấy, tôi về tôi nói bố mẹ tôi một câu, bố mẹ tôi hỏi tôi một câu là thế tại sao lại nghỉ trường ngoại thương? Bố mẹ nghĩ ở đấy nó ổn định mà. Tôi nói một câu là thưa, chỉ có một sự ổn định duy nhất, đó là lương thấp ổn định và sự bất ổn ổn định.
Những người nào mà mưu cầu một cái cuộc sống ổn định là sẽ phải đương đầu một cuộc sống cực kỳ bất ổn. Tôi nói câu này anh chị đừng cho rằng là tôi nói quá nhé. Ở Hà Nội hiện nay ấy, hai vợ chồng hai đứa con ấy, mà nếu có 100 triệu thu nhập một tháng trở xuống ấy là tương đối bất ổn đấy ạ. Hôm nào anh chị thích anh chị comment xuống rồi tôi sẽ chia sẻ riêng với anh chị, bất ổn thật đấy. Bây giờ anh chị chỉ cần một lần bị ốm đau vào bệnh viện thôi anh chị mới hiểu là 100 triệu chưa giải quyết được vấn đề gì đâu. Hoặc là trong một trong hai vợ chồng mà bị một cái ốm đau sầu não gì đó mất khả năng lao động thì cũng không ổn đâu. Tóm lại là không ổn. Chưa được hưởng một cái gì đó nó gọi là xa xỉ ở cuộc đời này hoặc là cao cấp của cuộc đời này mà toàn phải dùng những gì gọi như là mua hàng thì on sale, gọi như là căn giờ bay thì toàn bay những giờ khỉ ho cò gáy thì nó chưa ổn lắm đâu. Cho nên còn nếu anh chị bảo là ổn và an phận thì tôi không biết là gia đình các anh các chị thu nhập bao nhiêu, nhưng tôi nói thật là chưa ổn lắm đâu. Trời mưa trời gió thế này vẫn phải đèo con đèo cái, đứa ngồi trước đứa ngồi sau, trùm kín mít đi ngoài sương gió. Mà nói thật với anh chị là đi xe máy nó bất ổn vô cùng ấy. Mà chúng ta bảo ổn thì cũng chưa ổn lắm đâu. Cho nên là nhà cửa vẫn còn chỗ dột, rồi là bụi bặm, rồi là chật chội, là chưa ổn lắm đâu. Cho nên là tôi bỏ trường ngoại thương đi và tôi bắt đầu sự nghiệp tại ngân hàng Methambank, nhiều anh chị ở đây biết rồi. Và cũng đến khi làm tại ngân hàng Methambank thì thu nhập cả 100 triệu là điều hoàn toàn trong tay. Thế nhưng mà mình cảm thấy rằng mình vẫn chưa làm cho những người đi theo mình giàu có. Mình vẫn chưa đóng góp được cho cộng đồng một điều gì đó thật sự là tốt đẹp. Nên mới quyết tâm ra ngoài mở cái gọi là học viện Kingsman đó. Và làm những công việc mà nó rất thách thức. Nhưng mà tôi cảm thấy vui vô cùng. Vì tôi đã phải giúp được những nhân viên đầu tiên kiếm được thu nhập. Trước đây mình là người đi làm thuê thì mình tìm mọi cách để mà mình tăng lương. Thế nhưng mà tăng lương bao nhiêu có phải không đủ. Và tôi hay nói đùa là chính mình là người làm nghèo công ty mình đi vì chỉ thích tăng lương. Thế còn khi mà mình đi làm ở công ty thì mình lại chỉ muốn nhân viên mình được tăng lương thật. Lúc mình thấy cái hạnh phúc khi cho đi nó tuyệt vời lắm mấy anh chị em ạ. Nên tôi nói lại lần nữa là chúng ta chưa ổn đâu. Nên tôi bỏ ra ngoài làm Kingsman. Thế để rồi làm Kingsman. Tôi nhắc lại lần nữa là tâm lý các cụ. Hoàng Quang hỏi tôi một câu là tâm lý các cụ thì chẳng có cụ nào thích cả. Mà ngay cả khi tôi ứng tuyển vào ngân hàng Methambank, tôi kể một câu chuyện kinh điển của tôi là khi tôi vào Methambank, chính chủ tịch ngân hàng Methambank còn nói tôi một câu là Dũng này em có bị điên không? Tôi hỏi sao điên, anh bảo là mà em có ba cái điên, bởi vì em đang ở trường ngoại thương mọi người đều muốn vào em lại muốn ra, đấy là cái điên số 1. Thứ hai nữa là gì ạ? Cảm ơn Vũ Hồng Anh nhá. Vũ Hồng Anh bây giờ phát triển quá rồi. Cảm ơn em đã nhớ anh là người đầu tiên dìu dắt em ở Methambank. Thế còn cái điên thứ hai đó là bây giờ mày mà bỏ trường ngoại thương ra mày làm công ty xuất nhập khẩu thì mày đỡ điên, mày vào ngân hàng tao thấy mày chẳng học chữ nào về ngân hàng cả, đấy là cái điên thứ hai. Thế còn cái điên thứ ba đó là mày vào ngân hàng mày xin tao một vị trí là nhân viên quét rác, cái nhân viên bảo vệ, tao thấy mày đỡ điên, mày vào đây mày đòi luôn làm lãnh đạo, thật sự mày là điên thứ ba. Và tôi đã phải chứng minh với họ rằng là gì, tôi không điên mà tôi chỉ muốn mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc hơn, và tôi tin rằng tôi có động lực, tôi có niềm tin vào cá nhân tôi để làm điều đó. Ở đây bạn Hoàng Quang nó hỏi tôi một câu rất hay và tôi xin phép tiếp tục một cái phần rất hay về động lực là thế này. Khi bạn bắt đầu làm một cái gì đó thì tất cả mọi người xung quanh bạn thứ nhất sẽ ngăn cản bạn. Vì đơn giản bạn khác họ và họ không muốn rằng họ có một người vượt trội họ và khác họ. Nên họ đầu tiên là ngăn cản mình. Cái thứ hai là họ sẽ dè bỉu mình. Cái thứ ba là họ chê bai mình. Cái thứ tư là họ cười cợt mình. Cái thứ năm là họ đánh giá thấp mình. Họ thậm chí còn đơm đặt và đặt điều vì mình. Anh chị không tin à? Anh chị đang làm tại một tổ chức nào đó mà anh chị xin nghỉ tại tổ chức đó, anh chị ra lập công ty riêng xem. Thậm chí có nhiều người đã nói rằng là anh đang vướng phốt ở công ty đó, anh chị phải nghỉ việc. Vì người ta muốn là gì? Người ta không muốn bạn khác biệt. Người ta không muốn có một thằng đi mưu cầu hạnh phúc hơn họ khi họ vẫn đang chưa giải quyết được vấn đề của chính họ. Cho nên cái việc mà anh chị bị đặt điều, anh chị bị mang tiếng xấu, anh chị bị nói xấu sau lưng, anh chị bị gièm pha,
anh chị bị cười cợt, anh chị bị người ta cho rằng anh chị là những thằng điên, kể cả bố mẹ anh chị cũng sẽ nghĩ anh chị như vậy. Bởi vì có lý do gì mà một ông bố một bà mẹ đã cả một cuộc đời gắn bó với một đơn vị duy nhất, họ sống dật dờ như vậy quen rồi. Họ thấy cái việc hàng ngày đến cơ quan chẳng làm gì cả để cuối tháng nhận lương để rồi cuối năm được một phần thưởng nho nhỏ và cuối đời được về phân một lô đất chẳng hạn, với họ là quá đủ và quá ổn rồi. Không, gia đình anh Thanh Thanh Trần, Thanh Hiếu Trần hỏi tôi là gia đình không sợ tôi là gánh nặng. Vì bản chất gia đình là yêu thương, dù anh có què quặt, anh có không làm gì thì gia đình vẫn đủ sức nuôi các anh. Chẳng có gia đình nào khốn nạn đến mức độ nghĩ rằng con cái mình thì gánh nặng ăn uống, cũng không phải thế. Nhưng mà họ không muốn rằng, bởi vì bản thân gia đình của các anh các chị cũng sẽ bị nhận sự dè bỉu của những gia đình khác. Là con tôi nó vừa ra trường, nó xin được việc ở bộ nọ ngành kia, còn con của ông ra trường nó mang tiếng là tiến sĩ, nó mang tiếng là học trường nọ trường kia, vậy mà bây giờ đang đi bán hàng đa cấp chẳng hạn, ví dụ thế. Nó làm cho bố mẹ chúng ta và những người thân chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Tôi nhắc lại lần nữa là gia đình tôi đương nhiên là không ủng hộ tôi. Nhưng tôi nhắc lại lần nữa là gia đình không sống cuộc sống cho mình. Vợ con chúng ta cũng không thể biết cái khát vọng trong con người chúng ta. Tôi nhắc lại là chỉ cần chúng ta thấy việc làm đó đúng là được, còn anh chị đừng bị ảnh hưởng bởi những người khác. Anh thấy không? Ngay cả việc anh chị lấy vợ, bố mẹ anh chị còn cản anh chị. Anh chị làm gì cũng bị người khác cản. Tôi nhắc lại lần nữa là người ta không sống cuộc đời của chúng ta, người ta không nhìn thấy khát vọng và nhìn thấy mục tiêu của chúng ta. Người ta chỉ thỏa mãn cái sự ngăn cản của người ta mà thôi. Vì vậy anh chị không cần quan tâm đến họ làm gì cho mất thời gian ra. Đúng rồi, kinh doanh thì đi tù, làm mà riêng thì vất vả. Chỉ có đi làm công an thì nhiều tiền thôi, đi làm bộ đội thì nhiều tiền thôi, làm công chức nhà nước thì ổn định thôi. Các cụ hay nói thế đúng không? Tôi xin thưa các chị, tôi không nghĩ thế. Gia đình thì sợ tai tiếng, nào là nó ra trường mấy năm rồi mà chưa kiếm được công ăn việc làm ổn định. Và cái từ ổn định này đã kéo cho chúng ta có một cuộc sống khó khăn ổn định. Bao nhiêu người đây có thu nhập trên 100 triệu? Chào Duy Sang Chê nhá, tận Hàn Quốc mà giờ này vẫn đang trên mạng. Hàn Quốc tầm này là tầm hơn 1 giờ sáng rồi. Cảm ơn Duy Sang Chê rất nhiều. Tiếng Việt bập bõm nhưng mà vẫn thích nghe live stream. Tôi chia sẻ rất thật lòng mà. Bố mẹ tôi cũng giống bố mẹ anh chị, bạn bè của tôi cũng giống bạn bè anh chị, sếp cũ của tôi cũng giống sếp cũ của anh chị. Những người xung quanh đầu tiên là người ta chê, xong người ta bỉa bỉa dè bỉu, xong người ta ngăn cản, xong người ta cười cợt, xong người ta bảo là cho mày chết mẹ mày đi, kiểu thế gì. Xong. Và chúng ta nghe theo họ. Và cuối cùng chúng ta có một cuộc sống bế tắc. Có thằng bạn nó đâu đấy nó bảo là Dũng ơi, vì mày nghe tao mày cuộc sống mày bế tắc quá, tao cho mày 100 triệu không? Không có đâu. Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Anh chị nhớ câu đấy là được. Câu này hình như của Trung Quốc nói. Làm gì có bạn bè vĩnh viễn. Ừ, ngày hôm nay mày làm theo nó, mày vui với nó. Mày muốn rời bỏ công ty, nó bảo mày đừng rời bỏ công ty, mày ở lại đây với tao. Thế là hai anh em cứ ngồi lại với nhau. Sau một ngày đẹp trời nó theo chồng nó gọi như đi định cư ở nước ngoài, nó theo chồng nó mở công ty riêng, nó trở thành chủ tịch tập đoàn, còn mình vẫn tiếp tục ở lại công ty đó. Và lúc đó bảo ô mày ngu chưa, tại sao mày lại ở lại. Vậy thì thưa anh các chị là tại sao chúng ta lại phải sống cuộc đời của họ, và tại sao chúng ta phải nghe họ, và tại sao chúng ta phải đồng hành với họ trong cuộc đời tiếp tục ổn định đó. Chúng ta hãy nghe ước vọng của chính mình, chúng ta phải tự nhìn đến chân trời của chính chúng ta. Như anh chị tin tôi đi, khi anh chị thành công, chính họ là những người quay sang với bạn. Chính họ là người sẽ quay sang với bạn và bảo rằng ô anh thật là tài giỏi, anh thật là ngưỡng mộ. Ôi anh ơi, tại sao anh lại làm được điều đó? Ôi anh chia sẻ kinh nghiệm với em. Ôi dồi anh ơi, ngày xưa biết thế em theo anh. Và hôm trước tôi đã nói một câu, tôi cảnh báo trên Facebook của tôi rồi. Những thằng nói thế này là những thằng rất đều này. Ô thế à? Ấy 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 bây giờ có công ty riêng à? Đợi khi nào tớ thất nghiệp thì ấy cho tớ xin một chỗ công ty của ấy. Tôi hiền thì hiền thật, tôi nói thẳng luôn, tôi mà xin lỗi mày. Đến khi nào mày thất nghiệp thì mày tự đi lo cuộc đời của mày, tao không có trách nhiệm. Tôi không có trách nhiệm và tao không có trách nhiệm phải cho mày một chỗ, và công ty tao không phải là cái thùng rác để khi nào mày thấy thất nghiệp thì mày mới tìm đến công ty của tao. Ngày xưa khi tao khởi nghiệp,
Đáng ra mày nên đi cùng tao nếu mày thấy thật sự. Nếu mày thấy thật sự là tao có khả năng và mày cũng có khả năng. Cho nên tôi rất trân trọng cái bức ảnh mà Jack Ma chụp với cả mấy chục người đó. Từ một thằng cha làm giáo viên tiếng Anh ha, đứng ra mở một công ty về Internet, trong khi mọi người chả biết Internet là cái que gì. Thưa anh các chị, thế mà có 20 con người cùng ngồi nghe làm, vì vậy nó đi qua bao nhiêu khó khăn. Những thằng đấy hồi đấy chắc bây giờ là gọi là cái gai cho con mắt của xã hội đấy, bị cả xã hội đánh đập đấy, và những thằng đấy bị vợ con đều bảo thằng điên hết đấy. Vì vậy khi thằng Jack Ma nó có tiền, việc đầu tiên nó phải biến tất cả những người đó trở thành tỷ phú hết. Và lúc đấy trở thành tỷ phú rồi thì những thằng bạn ngày xưa dè bỉu bắt đầu quay sang: ôi dồi ôi, anh ơi sao đời anh may mắn thế, ôi dồi ôi, sao mà anh giỏi thế, anh ơi còn chỗ nào không cho cháu em nó xin một chỗ, rồi anh ơi vợ em đang thất nghiệp anh cho vợ em sang với, em muốn giàu có như anh. Xin lỗi mày, chúng ta đều có một cái công bằng với nhau, đó là cuộc đua là công bằng. Chúng ta đều có một cái phe với nhau, đó là cơ hội phe, rất là phe. Tại sao hồi đấy mày không làm với tao? Tại sao mày ra biểu tao? Tại sao khi tao đi thì mày cười vào mũi tao, mà khi tao thành công thì mày lại xin tao một cơ hội? Đặc biệt cái câu nói mất dạy nhất đó là: khi nào tao thất nghiệp mày cho tao một chỗ, công ty tao không phải là cái thùng rác và công ty tao không phải chuyên tuyển dụng thằng thất nghiệp như mày. Tao phải mời những thằng thành công nhất chứ, tại sao tao lại mời thằng thất nghiệp, một thằng bế tắc như mày vào công ty của tao? Ngày xưa tao khó khăn mày đồng hành với tao mới quý, chứ bây giờ tao trở thành ông chủ lớn thì mày theo tao có giá trị gì? Khi tao mời mày thì mày ra biểu tao, mày bảo rằng là tao nó nọ thì trai. Mày phải giữ đảm bảo ổn định của mày, mày đẩy toàn bộ thế khó cho tao. Trong khi tao đã vượt qua tất cả sự khó khăn đó rồi, tao có thành công rồi thì mày lại bảo là tao phải có trách nhiệm dẫn dắt mày và chia sẻ cơ hội với mày. Ô thật là kỳ lạ. Cho nên tôi nhắc lại lần nữa, đó là gì? Bạn bè, không có bạn bè vĩnh cửu. Mà chỉ có gì ạ? Mà chỉ có cái gọi như là lợi ích vĩnh cửu thôi. Cho nên ở đây tôi nói luôn thế này, cũng thế thôi này này. 444 người trên đây, theo anh chị nên tôi coi là bạn bè hay tôi coi là lợi ích? Bài giảng tôi ngày hôm nay với anh chị, theo anh chị đây là lợi ích hay đây là bạn bè? Tôi nghĩ nhé, để có một tình bạn lâu dài, chúng ta phải tôn trọng lợi ích của nhau lâu dài. Cho nên tôi sẵn sàng cho đi tất cả những gì tôi có với các bạn, nhưng các bạn cũng cần cho tôi tất cả những gì các bạn có. Người nghe tôi từ đầu đến giờ các bạn hoàn toàn không comment. Bao nhiêu người nghe tôi từ đầu đến giờ các bạn hoàn toàn không chia sẻ. Tôi nhắc lại là cái công cụ Facebook nó hay ở một chỗ là bạn nào chia sẻ tôi biết, bạn nào chia sẻ nhiều tôi biết, bạn nào nói là chia sẻ mà không chia sẻ tôi cũng biết, bạn nào xem thật tôi biết, bạn nào không xem thật tôi biết hết. Chúng tôi có đầy đủ công cụ làm việc đó. Nhưng bởi vì tôi coi các bạn là bạn bè nên tôi đang cho đi hết sức nghiêm túc. Như chị thấy không? Chỉ cần tôi nói một điều gì đó không hay, hoặc tôi nói lan man, hoặc tôi nói không đúng ý các bạn quay ra, các bạn sẵn giọng với tôi ngay. Các bạn bỏ live stream của tôi, các bạn đi xem bóng đá ngay. Các bạn comment bình luận tôi, chửi bới tôi trên Facebook này luôn. Đúng không ạ? Vậy thì rõ ràng các bạn vẫn coi trọng lợi ích của mình hơn là lợi ích của tôi, và các bạn coi đây là lợi ích hơn là việc bạn bè. Vậy thì ở đây tôi đã cho đi giá trị của tôi cũng cần các bạn cho lại lợi ích của các bạn với tôi. Nào đến giờ phút này thử nhá, trong vòng 10 phút tới các bạn giúp tôi lên 500 đi. Quay trở về con số tuyệt vời 500. Chúng ta lên 502 rồi, bây giờ lên 500 đi. Các bạn tìm cách giúp tôi đi nào. Nó là gì? Mỗi buổi live stream này nó giống như một buổi thử nghiệm về cuộc đời chúng ta vậy. Chúng ta kinh doanh hôm nay chúng ta đạt 500 triệu. Vậy bây giờ chỉ còn có 420 triệu thôi, tôi cần 80 triệu nữa. Tôi là giám đốc, tôi yêu cầu các bạn. Vậy các bạn làm gì cho tôi để lên 500 đi, thì tôi sẽ đối xử lại các bạn tốt như những người giám đốc tốt đang đối xử với nhân viên tốt nào. Nào các bạn đang biết cách mà. Các bạn đang thả tim nữa, các bạn đừng thả like nữa. Thả like và thả tim tức là nịnh lãnh đạo. Mà đã thả tim lãnh đạo. Nhưng mà tôi cần 500 triệu lợi nhuận. Tức là tôi cần 500 người ở trên đây, chứ không phải là tôi cần các bạn thả tim và thả like 500 lần. Nào Nguyễn Tiệp Anh nói đúng, 500. Tùng Hà Quang Dũng nói đúng, tuyệt vời quá. Dương Tô Loan bảo mọi người đừng thả tim like nữa. Hãy làm sao tôi lên 500, chúng ta đang có 430 còn 70 người nữa nào. 70 người này tôi nhắc lại là tôi là một phía, tôi kêu gọi, tôi mong sự hỗ trợ. Tôi cần mọi người đồng hành với tôi, ích lợi đó đang trước mắt với tôi để tôi chia sẻ tiếp. Nhưng anh chị mà không hỗ trợ tôi thì làm sao tôi lên đây?
Linh Miêu bảo rằng là làm sao để biết mục tiêu sống của mình. Ôi rồi ôi, cái này phải gặp em chia sẻ thì mới biết được mục tiêu sống của em là gì chứ. Gọi em nói ra đi. Linh Miêu em comment xuống dưới đi. Em sinh ra để trao giá trị, mỗi người đều có một giá trị. Em không cần phải chia sẻ giống như anh, bởi vì anh không có gì ngoài kiến thức và sự trải nghiệm thì anh chia sẻ. Em có nhiều cái giá trị của riêng cá nhân em. Đúng ạ. Ở đây tại sao tôi yêu cầu anh chị share? Anh chị thấy không? Mỗi một lần tôi đều trải nghiệm rất nhiều và tôi làm dân nhân sự. Các anh chị luôn yêu cầu tổ chức phải làm cái này cái kia cho anh chị. Anh chị luôn yêu cầu lãnh đạo phải làm cái này cái kia cho anh chị. Anh chị luôn yêu cầu rằng khách hàng phải làm cái này cái kia cho anh chị. Anh chị luôn yêu cầu rằng đồng nghiệp. Nhưng anh chị đã làm cái gì cho họ? Tôi nhắc lại một câu là đến một xe mà còn tiếc. Đến một comment mà còn dè chừng. Chúng ta luôn đứng ở vị trí như kiểu là ở đứng bề trên ấy. Chúng ta nhìn, chúng ta đánh giá nào là ông Dũng này hôm nay nói có vẻ nói kia sao lại bắt mình xe hẹn thằng trai định kiếm gì từ mình. Tôi nhắc lại tôi chả kiếm gì từ anh chị cả. Mỗi một cái comment, mỗi một cái share, mỗi một cái gì đó tôi nhận được ở anh chị, đó là một sự động viên, đó là phần thưởng của một trò chơi và đó là những giá trị mà tôi muốn nhận ở các anh các chị. Chẳng lẽ tôi yêu cầu anh chị cho tôi 500 nghìn, tôi đâu có anh chị yêu cầu 500 nghìn, tôi yêu cầu anh chị có động lực cho tôi là 500 like, 500 share, 500 con mắt đang nhìn tôi. Vậy anh chị cho tôi. Đúng rồi, Lê Thành Vân nói rất chuẩn, bởi vì Lê Thành Vân đang là tích xanh. Giờ em share một cái là lên 600, tôi đang chờ Lê Thành Vân. Nào chúng ta cùng động viên cổ vũ cho Lê Thành Vân làm một việc tuyệt vời, đó là một share của Lê Thành Vân là lên 600. Lê Minh Tuấn nói rằng là 923 lượt xe. Một con số quá khủng khiếp cho ngày hôm nay. Đúng ạ. Vậy thì báo cáo anh chị là gì? Tôi nói tiếp, câu chuyện tiếp tục. Tôi là một trong những cái giảng viên mà hầu như tôi không dùng chiêu trò gì khi tôi live stream cả. Mà tôi chỉ muốn thật lòng những giá trị của mình được cho đi nhiều nhất có thể. Tôi chỉ muốn là mọi người được lan tỏa những giá trị trong cộng đồng này chứ không phải một mình cá nhân tôi. Ở đây tôi nhắc lại là trong hệ thống này có những con người có chức vụ rất cao, có trọng trách rất cao, có quan hệ rất lớn nhưng vẫn đang theo dõi Facebook của tôi. Nên tôi không nói những điều vớ vẩn được. Tôi không thể lên đây đi kêu gào những cái chuyện giống kiểu xin lỗi mấy thằng trẻ danh ở ngoài kia kêu gào để mà có đạt những cái kỷ lục vớ vẩn được. Mà tôi chỉ có một khát vọng thật sự là cho đi. Vậy tôi quay trở về câu chuyện tiếp là đúng không ạ? Tôi quay trở về câu chuyện tiếp là không có bạn bè vĩnh viễn nên những lời khuyên của bạn bè trong từng thời điểm anh chị phải hết sức lưu ý là họ muốn khuyên mình thật lòng hay họ chỉ muốn mình được giống như họ. Bây giờ nhân nó kiếm được có 5 triệu một tháng thì mình tự nhiên mình tách ra ngoài làm để mình được 50 triệu một tháng thì nó có khó chịu không? Có khó chịu chứ. Chọn bạn bè tốt là nó phải đồng hành cùng với mình hoặc nếu không đồng hành với mình được nó phải nói một câu là Dũng ơi, bạn làm như vậy là tuyệt lắm, mình còn vướng nhiều điều mình chưa làm được nhưng bạn cứ ra làm đi, mình sẽ hỗ trợ bạn vô cùng, mình sẽ giúp bạn làm tất cả những điều đó, những gì bạn cần ở mình bạn hãy tìm đến với mình thì tuyệt vời luôn. Thế còn thưa các anh các chị, bây giờ chúng ta lại đi nghe lời nó mà nó lại bảo thôi mày đừng có làm, mày cứ ở đây cho nó yên tâm thì đấy chưa phải là bạn bè tốt rồi. Nên các anh chị phải hết sức quan tâm lưu ý là bạn bè tốt hay không bạn bè tốt nó còn phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố. Trong đó cái yếu tố là nó phải động viên mình. Nó phải đồng hành mình. Nào những người bạn tuyệt vời chưa? 510 người đang có trên đây và con số tiếp tục tăng lên. Có những người bạn người ta có tích xanh của tôi trên này. Những người bạn tích xanh nhá. Người ta chỉ cần làm một động tác thôi, nào thấy chưa giá trị quá tuyệt vời. Và tôi phải có trách nhiệm, tôi cảm ơn tất cả những người bạn đó. Lê Thành Vân, cảm ơn Lê Thành Vân rất nhiều. Hơn 500 rồi, tuyệt vời luôn. Cảm ơn Lê Thành Vân rất nhiều. Bạn là nguồn động viên lớn, bạn là động lực rất lớn cho chúng tôi và cho tất cả anh em đang ngồi tại đây. Tôi nhắc lại lần nữa đó là người nào xem thì có lợi cho bản thân người đó. Chứ không phải là tôi lấy cái đó tôi đi mang đi bán để tôi lấy tiền được, đúng không ạ? Vì vậy tôi không phải là bằng mọi giá tôi kiếm được con số tiền đó. Nhiều khi là kêu gọi quá thì các bạn lại nghĩ rằng là tôi đang mong mỏi lắm.
Tôi nhắc lại, tôi chỉ mong muốn các bạn có được thêm nhiều kiến thức để góp phần và làm cho anh chị em có thể tốt hơn thôi. Thế thì khi anh chị bắt đầu trên một chặng đường đó, anh chị thấy không ạ? Cái mong muốn của chúng ta luôn luôn bị vùi dập và luôn luôn bị dập tắt bởi rất nhiều những con người, người ta muốn kéo tụt mình trở về với họ. Họ không giúp gì mình đã đành. Họ còn muốn mình tụt lại và mình đang sống một cuộc đời bình thường, thậm chí là tầm thường giống họ. Tôi nhắc luôn, hôm nay chúng ta cùng comment xuống dưới đi nào. Mục tiêu của tôi là 100 triệu. Tôi nhắc lại nha, đừng có nói chuyện bán hàng đa cấp tại đây nha. Đừng nói con số theo kiểu là tôi có 1 triệu đô nhá. Bây giờ mới có 5 triệu đồng thôi, lấy gì ra 1 triệu đô. Đừng có mà huyễn hoặc kiểu thế nhá. Nhưng 100 triệu tôi nhắc lại là tôi đã trải nghiệm rồi, là con số cần có với một gia đình chuẩn mực có hai con sống tại Sài Gòn hoặc Hà Nội. Hiệu ứng giống tôi, cảm ơn Hoàng Ngọc Phi rất nhiều. Mục tiêu của tôi là 100 triệu. Vậy bây giờ tiếp tục, mục tiêu là 100 triệu thì vợ sẽ gánh phần bao nhiêu và chồng gánh phần bao nhiêu? Chồng 80, vợ 20, ngược lại, vợ 80, chồng 20 hay 50-50. Và chúng ta chia ra, vậy một tháng gồm có 30 ngày, có 24 ngày làm việc, vậy 50 triệu, tức là một ngày phải kiếm được 2 triệu. Một ngày kiếm được 2 triệu, vậy bán một đơn hàng lãi 100 nghìn, vậy đơn giản mình bán được 20 đơn hàng, 20 đơn hàng một ngày và bạn làm đi. Bạn live stream giống như tôi đến khi nào bạn có được 500 người theo dõi vào giờ phút này đi. Vậy với tỷ lệ ra đơn là tầm khoảng 5% thôi, 5% của 523 người, bạn sẽ có được 25 đơn hàng một ngày. Vậy thôi. Đấy là động lực đây. Và tôi vẫn nhắc lại là gì? Áp lực thì sinh ra năng lực. Không có áp lực thì không có năng lực. Và không có năng lực thì không có năng lượng. Không có năng lượng thì lấy đâu ra gọi là ngân lượng, và không có ngân lượng tức là không có tiền, thì động lực chúng ta theo đó lại cắm tụt trở xuống, thưa anh các chị. Nên ở đây mỗi một ngày chúng ta đều phải không chịu thua, chúng ta phải không chịu thua. Linh Miu nhớ nhá, mục tiêu của em là 90 triệu, chồng 10 triệu, ok luôn. Và để mục tiêu này em phải chia thành rất nhiều mục tiêu khác. Đó là mục tiêu về số lượng người theo dõi Facebook, mục tiêu về việc là số từ bạn viết được cho một content. À, tôi xin trân trọng thông báo luôn là buổi đào tạo sau đó là một cái nội dung rất quan trọng anh chị em bán hàng, đó là trở thành vua content. Nội dung tôi nhắc lại anh chị comment xuống dưới đi ạ, nội dung đó là trở thành vua content trong thời đại kinh doanh 4.0, vua content. Tôi sẽ đi tập hợp tất cả những bậc thầy về content. Tôi sẽ chia sẻ lại với anh chị những kinh nghiệm của bản thân cá nhân tôi để anh chị có thể có được những content tuyệt vời. Nên khi anh chị có mục tiêu là 100 triệu một tháng, anh chị phải có mục tiêu là một tháng mình viết được bao nhiêu content, có 100 người share hay là 10 người share. Chúng ta phải có mục tiêu là ngày hôm nay live stream là 500 người theo dõi thì ngày mai phải có bao nhiêu người theo dõi. Chúng ta phải có mục tiêu là hôm nay chúng ta có 10.000 người following, vậy thì ngày mai chúng ta có bao nhiêu người following. Chúng ta phải có mục tiêu là ngày hôm nay chúng ta có bao nhiêu bạn bè thì ngày mai chúng ta có thêm bao nhiêu bạn bè. Chúng ta ngày hôm nay có được bao nhiêu đơn hàng thì ngày mai chúng ta có được bao nhiêu đơn hàng khác nữa. Nếu chúng ta không có những điều đó thì tức là chúng ta đang hàng ngày, chúng ta đang hời hợt, chúng ta đang xa cách dần mục tiêu của chúng ta, và động lực cứ vậy nó có tiệm cận dần, tiệm cận dần, tiệm cận dần về con số không. Tôi nhắc lại là chúng ta sẽ trở thành vua content. Vua content là buổi sau. Và buổi sau thì ở đây tôi đặt ra luôn để cho chúng ta chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Buổi sau tôi muốn 1.000 người theo dõi live stream của tôi. Thách thức không? Thách thức sinh ra để chúng ta vượt qua. Và thách thức cũng là để chúng ta, tôi có một áp lực là cần có 1.000 người theo dõi tôi, thì tôi sẽ phải chuẩn bị một nội dung tuyệt vời để chia sẻ với anh chị. Chúng ta trở thành vua content nhé. Thế thì ở đây anh chị viết content để làm gì? Anh chị viết content là để mọi người vào theo dõi anh chị gì? Thế với anh chị mà ít người theo dõi thì giải quyết vấn đề gì đâu. Vì vậy ngày hôm sau tôi muốn rằng anh chị giúp đỡ tôi đi, để live stream này có 1.000. Live stream buổi đầu tiên có 500 rồi thì live stream buổi sau có 1.000 là có thể làm được chứ, đúng không ạ? Nên rằng là tôi nhắc lại là chúng ta phải cùng nhau dắt tay nhau để chiến thắng trong trò chơi này. Chúng ta cùng với chiến thắng trong cuộc vui này. Chứ không phải là câu chuyện là chúng ta buông xuôi. Không phải là câu chuyện mà chúng ta thích thì làm thì thôi. Nó phải vui. Buổi sau sẽ là vua content. Vậy vậy anh chị gọi đội nhóm đi. Anh chị bắt đầu là vào các cái khu vực đi, để anh chị bắt đầu tìm kiếm đối tượng khách hàng tiềm năng nên nghe và sẵn sàng nghe đi.
và chúng ta sẽ trở thành những con người cùng chinh phục những đỉnh cao và sẽ cùng tôi làm việc đó, chứ không phải là tôi làm việc đó một mình. Nếu chúng ta đạt được 1.000 like, 1.000 người xem, 1.000 con mắt ở buổi sau, thì đó là tất cả chúng ta cùng chiến thắng. Chúng ta ghi đấy, tất cả chúng ta cùng chiến thắng, chứ không phải là câu chuyện là tôi chiến thắng một mình, tôi chẳng thắng ai cả. Tất cả đều về ích lợi cả. Nào hôm nay chúng ta thẳng thắn với nhau một lần đi. Tất cả đều ích lợi cả. Và ích lợi dựa trên cơ sở là tôi đem đến cho bạn cái gì, bạn đem cái gì cho tôi và tất cả chúng ta. Hạ Trần ơi, thầy không trả lời em về câu chuyện là tuyển nhân sự thế nào được, bởi vì có hẳn một buổi riêng về nhân sự mà em. Ở đây tôi không muốn là vì một câu hỏi một người mà làm phá vỡ đi tất cả mọi người. Chúng ta không thể nào, anh vấn đề câu chuyện ích lợi thôi. Bây giờ tôi mà trả lời được câu chuyện hỏi của Hạ Trần đó thì những người khác sẽ bị ảnh hưởng. Tôi nhắc lại là trong nội dung 30 buổi đào tạo của tôi, anh chị xem lại buổi đào tạo hôm trước của tôi đi, có đầy đủ 30 nội dung đó. Ngày hôm nay là buổi đào tạo được coi là đầu tiên về động lực. Ngày mai sẽ là vua content, tức là thứ năm sẽ là vua content, và sau đó sẽ lần lượt các nội dung khác, là 30 nội dung cơ. Vì vậy là anh chị em cố gắng, đúng không ạ, để chúng ta có được những cái nội dung mà nó phù hợp, chứ không phải là ngày hôm nay tiện thì chúng ta nói các nội dung khác, đúng không ạ. Cho sau buổi tối ngày hôm nay, tôi muốn tất cả chúng ta đây đều có động lực để thực hiện những mục tiêu lớn trong cuộc đời. Chúng ta đừng nên nghĩ dài quá, tôi không nghĩ dài quá đâu, chúng ta chỉ nghĩ đơn viện năm 2019 này chúng ta còn mục tiêu gì không? Và động lực của chúng ta là gì để chúng ta thực hiện được cái điều đó. Buổi sau là 10 giờ tối của thứ năm nha Ngô Bí nha. 10 giờ tối thứ năm là vua content. Vậy thì ở đây đến năm 2019 hoặc đến năm bạn 30 tuổi hoặc đến năm bạn lấy vợ, bạn có những mục tiêu gì? Vậy bạn có thật sự mong muốn đạt được điều đó không? Và bạn cam kết làm những điều gì? Hôm nay có bài tập về nhà cho anh chị, là chúng ta phải viết ra giấy là anh chị có mong muốn gì và anh chị thực hiện những cam kết gì với chính mình để thực hiện những điều đó. Anh chị cam kết gì nào? Ví dụ anh chị nói rằng là em sẽ có 10 khách hàng mỗi ngày đều đặn đến hết năm 2019. Vậy thì để làm điều đó em thật lòng mong muốn, vì điều đó sẽ giúp em có được 50 triệu đồng một tháng. Nhưng để làm điều đó thì một ngày em cam kết em gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, em phát bao nhiêu tờ rơi, em đi thăm bao nhiêu khách hàng cũ, em viết bao nhiêu content, em like bao nhiêu người, em kết bạn thêm bao nhiêu người, em live stream bao nhiêu ngày. Thì báo cáo chị đấy người ta gọi là bài tập cá nhân. Và tôi muốn rằng là các anh chị ở trong lớp chúng ta đây này, tôi có inbox. Vì vậy anh chị hãy gửi cho tôi những bài tập cá nhân của anh chị cho tôi, và tôi sẽ xem cho anh chị. Tôi xem cho anh chị là một phần, nhưng phần thứ hai nữa tôi coi đấy là cái cam kết để tôi là một cái ánh để xem các bạn có thật sự là thực hiện được những cam kết của anh chị và cuộc đời chị ra tờ thế nào. Thế thì ngày hôm nay nội dung có thể anh chị nói nó sẽ hơi lan man, là vì nó chạy từ câu hỏi này sang câu hỏi khác, và nội dung đó là động lực thành công thất bại. Vậy người thành công và người thất bại khác nhau một điểm, đó là người thành công thì không chịu dừng lại. Người thành công là người không chịu áp lực bởi những lời gièm pha và ngăn cản của những người khác. Đặc biệt tôi muốn nhắc anh chị một từ cam kết. Nếu chúng ta muốn đem lại giá trị ích lợi lâu dài với nhau thì chúng ta đã cam kết với nhau điều gì thì chúng ta nên thực hiện điều đó. Ai đã hứa comment với tôi thì nên comment, ai đã hứa là share cho tôi thì share, tôi đã hứa chia sẻ anh chị tôi chia sẻ điều đó. Anh chị nói với tôi rằng anh chị sẽ đi gặp khách hàng, anh chị đi gặp khách hàng, đấy là cái cách chúng ta làm việc chuyên nghiệp và chúng ta trở thành người thành công. Tính cam kết rất cao. Thế thì sau cái buổi livestream ngày hôm nay thì tất cả những cái clip này của tôi vẫn để lại trên Facebook, nhưng thời gian sắp tới chắc tôi sẽ khóa xóa khỏi Facebook nhiều, bởi tôi không muốn để được Facebook nặng, và tôi sẽ chuyển sang YouTube. YouTube tôi có kênh YouTube riêng của tôi, nó là kênh YouTube của tôi, đó là Tiến sĩ Hoàng Trung Dũng. Tôi rất mong anh chị em subscriber, đăng ký nó, ấn vào hình quả chuông để nhận được những thông báo mới nhất của tôi, và anh chị cũng lan truyền được cái kênh YouTube này cho tất cả mọi người. Và khi mà kênh YouTube của tôi rất mong nhận được nút vàng nút bạc ở trên đó. Đấy cũng là mục tiêu và đấy là động lực của tôi để làm càng nhiều cái clip hơn cho anh chị. Tôi chia sẻ luôn là tôi đã có một kế hoạch để xây dựng kênh YouTube, và tôi có vài chục cái bài giảng về tất cả các lĩnh vực, làm riêng, có máy quay riêng, làm rất là đẹp trên kênh YouTube. Thì tôi mong các chị là subscribe vào kênh YouTube của tôi để chúng ta có thể giao lưu với nhau nhiều hơn trên kênh đó. Còn trên kênh Facebook này tôi vẫn sẽ tiếp tục là chia sẻ với các bạn,
Và tôi chỉ mong một điều duy nhất là các bạn giúp tôi share, các bạn giúp tôi comment, giúp tôi là xem, lan tỏa thật nhiều để chúng ta có được những cái giá trị thật. Bởi vì nói thật với các bạn là trong vòng 500 người xem ở trên đây thì cùng lắm là cũng chỉ có tầm khoảng 10% thôi là sẽ biến thành hành động cụ thể. Còn xem là một chuyện, còn biến hành động cụ thể nó là chuyện khác. Thế thì ngày hôm nay cũng vậy, là tôi muốn các chị là gì, kết hợp chúng ta vừa comment, chúng ta vừa viết ra giấy, có người còn đóng lại cả quyển sổ cơ. Nhưng bài tập về nhà tôi giao các bạn đó, các bạn hãy cam kết làm đi. Bởi vì cách chúng ta làm một việc cũng là cách chúng ta làm nhiều việc. Cách chúng ta giữ lời hứa một việc nhỏ cũng là cách chúng ta hứa những việc lớn mà chúng ta thực hiện được. Cách mà chúng ta trân trọng giá trị của một người cũng là cách chúng ta trân trọng giá trị mà cuộc sống này đã đem đến cho chúng ta. Cách chúng ta cho đi cũng là cách chúng ta sẽ được nhận lại. Đấy là những gì tôi muốn nói với chị ngày hôm nay. Kênh YouTube của tôi là Tiến sĩ Hoàng Trung Dũng, anh chị tra, anh chị sẽ thấy và anh chị đăng ký. Và hiện nay trên đó cũng đã có một số cái clip rồi. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tung ra rất nhiều các clip và chúng tôi chuyển rất nhiều các cái buổi live stream của chúng tôi sang bên đó, để anh chị em có thể là theo dõi lâu dài và chia sẻ cho mọi người cách đơn giản và dễ dàng hơn. Và tôi khuyên anh chị là gì, chúng ta thành công được khi chúng ta có động lực. Mất động lực là mất tất cả, mất niềm tin là mất tất cả. Còn khi có động lực thì chúng ta sẽ biến được những hành động đơn giản hàng ngày của chúng ta trở thành những thói quen. Chúng ta cho đi nhiều hơn, chúng ta chia sẻ nhiều hơn, chúng ta cam kết nhiều hơn, chúng ta mạnh mẽ hơn, chúng ta độc lập về suy nghĩ nhiều hơn, nhưng chúng ta hành động nên có đội nhóm. Thì đấy là những gì mà tôi muốn cho đi canh các chị. Ở buổi sau nữa thì tôi sẽ thông báo cái kết quả việc là ai đó đã nhận được cái cuốn sách này. Và tôi nói lại là chúng tôi có những bộ sách rất là hay. Ít nhất bộ này gồm có 9 cuốn, thì tôi sẽ cho lần lượt canh các chị để chúng ta có được cái tài liệu quý để chúng ta nghiên cứu. Chúng ta giỏi thì giỏi rồi, nhưng mà có thêm tài liệu, có thêm thầy chia sẻ, có thêm người đồng hành thì sẽ giỏi hơn. Nên tôi rất mong canh các chị là canh chị sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian sắp tới và lan tỏa cái lớp học này cho nhiều người khác nữa. Hẹn anh chị ở tối thứ 5 tuần sau với chủ đề là trở thành vua content, với rất nhiều cái giá trị. Dù anh chị là một người bán hàng chuyên nghiệp hay là một người bán hàng amateur, là người bán hàng online, bán hàng offline, hay thậm chí chỉ là một cuộc dạo chơi trên Facebook, thì người viết content giỏi luôn nắm trong tay rất nhiều cái lợi thế trong cái cuộc cạnh tranh hết sức là khốc liệt này. Vì vậy là tôi muốn các anh các chị là chúng ta trước khi rời khỏi YouTube của tôi có thể là rời khỏi YouTube, nhưng anh chị tiếp tục đi, anh chị gửi một lời chào cho tất cả mọi người trên Facebook. Chào mọi người, chúc mọi người có một đêm ngon giấc, cũng là cách chúng ta đem một cái giá trị tuyệt vời của chúng ta cho tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tôi hơn 2 tiếng đồng hồ. Nếu tôi nói có nhiều anh chị cũng thông cảm, bởi vì tôi chỉ muốn nói thật nhiều những giá trị đem đến cho anh chị thôi. Và tôi nhắc lại, Hoàng Trung Dũng là không chiêu trò nha. Và tôi đem muốn đem lại cho anh chị những giá trị đích thực. Vậy anh chị hãy cảm ơn tôi cũng được, nhưng anh chị hãy chào tất cả mọi người trên mạng đi. Đó là những người sẽ đồng hành cùng chúng ta trong suốt 28 chương trình, 29 chương trình còn lại. Chúng ta là những người sẽ còn gặp nhau ngoài đời để cùng chia sẻ với nhau rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều những giá trị khác nữa để giúp có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi là Hoàng Trung Dũng, xin chào tất cả mọi người, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người ngủ ngon và chúc anh chị em có một tuần làm việc hiệu quả và đạt được tất cả những ước mơ, tất cả những giá trị của mình. Nhưng điều đặc biệt tôi muốn chúc là chúng ta đừng bao giờ mất đi động lực và mất đi niềm tin. Xin chào mọi người, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.